Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. chương 1071, Thanh Ấn Công Năng. Giả thiết linh quỷ thật là tống đầu gỗ, vậy liền dính đến thời gian, lý luận. Tống đầu gỗ là phát sinh ở chuyện đã qua. Nếu như cái này giả thiết thật sự thành lập, nói cách khác hắn linh quỷ xuyên qua rồi thời không, trở về quá khứ. Xuyên qua loại tiểu thuyết cùng tương tự phim, TV xáo lộ, tại mấy năm trước liền đã nát đường cái. Xuyên qua đến quá khứ, xuyên qua đến tương lai, xuyên qua đến thế giới khác, xuyên qua đến địa ngục, thiên đường, dù sao chỉ cần là người có thể nghĩ tới địa phương, liền không có người xuyên việt đại quân không đi được. Xuyên qua phương thức cũng rất nhiều, bản thể mặc, đoạt xá xuyên, trọng sinh xuyên, nam xuyên nữ, nữ xuyên nam, sáu lộ cũng là đa chủng đa dạng. Xuyên qua nguyên nhân thì càng trong biển, từ ban đầu tương đối nghiêm cẩn dùng tương lai công nghệ cao tiến hành xuyên qua đến phía sau tùy tiện ngồi xổm cái hố liền xuyên qua thậm chí là ăn cơm uống nước đều có thể trở thành xuyên qua lý do cho nên tống thư hàng đối xuyên qua loại này thiết lập cũng không lạ lẫm nhưng nếu tống đầu gỗ là linh quỷ vậy nó hiện tại ở nơi nào vì cái gì một mực không tiếp tục xuất hiện trừ phi hắn bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào xuất hiện lại hoặc là hắn chết rồi tống thư hàng cau mày suy tư nói qua chút thời gian đi, bích thủy các, thời điểm, hắn phải cùng sở các chủ nói một chút, hiểu rõ liên quan tới, tống đầu gỗ, chuyện cũ, lấy xác minh chính mình suy đoán. Uy, thư hàng, tỉnh, thấy ác mộng sao? Lúc này, tô thị A thập lục thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Tống thư hàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn về phía tô thị A thập lục. Không có việc gì, không có làm ác mộng, chỉ là làm cái tương đối thú vị mộng. Tống thư hàng rụi mắt một cái, hỏi ta làm sao ngủ mất sau khi ngươi trở lại, liền lấy ra cái kia hộp cơm lớn, nói là cho thi các nàng chuẩn bị bữa tối, chờ một hồi cửu châu nhất hào quần các tiền bối tới sau ăn cơm. Thi hiện tại đang trong phòng bếp dùng linh mễ nấu cơm, chính ngươi thì ghé vào cạnh bàn ăn bên trên, không đầy một lát liền ngủ mất. Tô thị A thập lục đáp, có thể là hôm nay quá mệt mỏi, tống thư hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, buổi trưa hôm nay lúc, cơ hồ tại lấy cường độ cao phương thức học tập, ngự đao phi hành, chi pháp, buổi chiều lại cùng A thập lục ngự đao bay hướng biệt tuyết tiên cơ cái kia, lại bay trở về. Tiêu hao khá lớn, cho nên bất chi bất giác liền ngủ mất. Các tiền bối đã tới sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tới mấy vị, Đông phương lục tiên tử, thất tu tiền bối, bị ngạn ma quân, còn có diệt phượng công tử, mấy vị này tiền bối khoảng cách, giang nam địa khu, khá gần, cho nên trước hết một bước đến đây. Hiện tại các vị tiền bối vẫn ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Tô Thị A thập lục trả lời. Chúng ta đi xem một chút đi, Tống Thư Hàng đứng lên nói. Hắn vừa vặn có chút vấn đề còn muốn hỏi thất thu tiền bối liên quan tới, thanh ấn, phương diện tri thức. Audio điện tử võ tấn bền Khi Tống Thư Hàng tiến vào phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy các vị tiền bối tùy ý ngồi ở phòng khách các nơi. Đúng thế là các nơi. Tỷ như diệt phượng công tử, lúc này liền ghé vào phòng khách lập thức điều hòa không khí bên trên, hắn tựa hồ rất vừa ý vị trí này. Bỉ ngạn ma quân vẫn như cũ ăn mặc thật dày sinh hóa phục, ngồi xổm ở góc tường nghiên cứu một đài quốc tủ lạnh. Đồ chơi kia tựa hồ là bạch tôn giả vừa xuất quan thời điểm hủy đi hỏng tủ lạnh, về sau lại bị bạch tiền bối ma sửa lại một phen. Nhưng về sau, bạch tôn giả lại mua vào mấy bộ hoàn toàn mới đồ điện gia dụng, liền đem ma sửa đổi đồ điện gia dụng hủy đi xuống tới, ném tới phòng khách một góc. Hiện tại bỉ ngạn ma quân đưa chúng nó lật ra đi ra, một bộ rất muốn đem bọn chúng hủy đi dáng vẻ. Nhớ khi bạch tiền bối nói qua, cái này trong tủ lạnh trận pháp không có gì ly kỳ. Chỉ là một cái đơn giản tụ linh trận pháp, lại thêm một cái có thể phun hàn khí trận pháp vì cái gì bị ngạn ma quân nghiên cứu say sưa ngon lành. Quả nhiên, xuất từ bạch tôn giả chi thủ trận pháp, liền không có đơn giản, hai cái này trận pháp cũng rất có trò. Đông phương lục tiên tử ngược lại là bình thường ngồi ở trên ghế salon thất tu tôn giả lại lơ lửng ở giữa không trung, con người nửa khép, tựa hồ tại tu luyện minh tưởng. độ kiếp sắp đến thất tu tôn giả, tại kiềm chế bản thân tu vi đồng thời, cũng tại thông qua những phương pháp khác tăng lên bản thân tổng thể thực lực, gia tăng độ kiếp nắm chắc. các vị tiền bối, cơm tối nếm qua sao? một hồi muốn hay không ăn trước bữa cơm, tống thư hàng lên tiếng hỏi. không cần, hiện tại sao có thể ăn ăn với cơm a? Ta hiện tại tập trung tinh thần đều đang nghiên cứu Thiên Kiếp Đạn Đạo, bên trên, chúng ta chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu. Đông Phương Lục Tiên tử hi hi cười nói. Đông Phương Lục Tiên tử ngươi cũng phải độ kiếp rồi sao? Tống thư hằng hỏi. Còn sớm đây, nhưng ta có một vị trưởng bối độ kiếp sắp đến. Đông Phương Lục Tiên tử nói. Thì ra là thế, bất quá chúng ta vẫn là chờ, Cửu Châu nhất hào quần, các tiền bối đều đến đông đủ phía sau lại nghiên cứu đạn hạt nhân đi. Hoàng Sơn tiền bối còn chưa tới sao? Đã nói xong 6 giờ tập trung, 8 giờ bắt đầu nghiên cứu, hiện tại nhanh 5 giờ a." Tống thư Hàng nói. "Yên tâm đi, lấy các vị đạo hữu tốc độ, hẳn là sẽ ép chạm canh gác tới." Thất Tu tôn giả mở to mắt đáp. "Cái kia thất tu tiền bối, các người muốn ăn cơm sao?" Tống thư Hàng hỏi. "Không cần." Thất Tu tôn giả cười lắc đầu. "Tốt a, à, cái kia muốn ăn cơm đi phòng bếp a, thì đang nấu cơm, lập tức có thể ăn cơm." Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn lại đi tới thất tu tôn giả bên cạnh, thất tu tiền bối, ta hướng ngài hỏi ít chuyện. Chuyện gì, thất tu tôn giả rũi thẳng thân thể, từ không trung hạ xuống. Ta nghĩ biết, thanh ấn có cái gì công năng? Tống Thư Hàng dò hỏi. Thanh ấn hiển nhiên là một tòa bảo sơn, hắn cũng không thể trông coi bảo sơn nhưng lại không biết khai phát. Thất tu tôn giả mỉm cười, liên quan tới thanh ấn công năng, kỳ thật ta biết cũng không phải rất cụ thể. Dù sao, ta hệ này tương đối đặc thù, mặc dù công pháp điểm cuối cùng rất cao, nhưng trước mắt ta hệ này bên trong lưu lại kinh nghiệm tu luyện dừng bước tại, thất phẩm, cảnh giới. Trong tay của ta liên quan tới, thanh ấn, công năng, cũng là bản thân thu thập. Như vậy đi, ta đem ta biết đến giới thiệu cho ngươi một lần. Tạ ơn thất tu tiền bối. Tống Thư Hàng vui vẻ nói, sau đó hắn lại nhìn mắt ghé vào điều hòa không khí thượng diệt phượng công tử. Ân, chờ hướng thất tu tiền bối giải thánh ấn công năng phía sau liền đến phiên mượn diệt phượng tiền bối CPU. Thánh ấn cái thứ nhất công năng là uy nghiêm, chức năng này tin tưởng thư hàng tiểu hữu ngươi đã thể nghiệm qua. Chỉ cần ngươi tâm ý khẽ động, thánh ấn liền sẽ ở trên thân thể ngươi ra chỉ tầng một uy nghiêm. Liền ngay cả không có tu luyện qua người bình thường cũng có thể cảm nhận được loại này uy nghiêm, thậm chí thông qua tầng này công năng, đạt được ngươi, đạo hiệu. Thất tu tôn giả nói. Tống thư hàng, Nguyên lai like là chức năng này nổi a. À. Cái kia thất tu tiền bối, chức năng này có thể quan bế sao?" Tống thư Hàng hỏi. "Tự nhiên là có thể, trên lý luận tới nói, bát phẩm huyền thánh chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể chứa chức năng này. Chỉ là thư Hàng tiểu hữu cảnh giới của ngươi không đủ, có lẽ phải luyện nhiều một chút." Thất tu tôn giả nói. "Thì ra là thế." Tống thư Hàng nhẹ gật đầu, tiếp xuống mở ra, quan bế, thành ấn uy nghiêm tu luyện cũng phải đặt vào thường ngày tu luyện biểu. Miễn cho lại ảnh hưởng đến người bình thường, tất cả mọi người tôn kính kêu, bá Tống tiên sinh chào ngài, loại hình, lá gan đau. Thất tu tôn giả tiếp tục nói, ngoại trừ uy nghiêm năng lực bên ngoài, thánh ấn còn có đồng ấn năng lực. Bình thường có thể vì bản thân thân truyền đệ tử loại hình, phủ xuống ấn ký. Thông qua ấn ký này, bát phẩm huyền thánh có thể cách không truyền lại pháp lực, thủ hộ thân truyền đệ tử. Tống thư hàng, trước đây không lâu hắn cho một gốc sợi dễ rất lớn thụ yêu đóng cái ấn nói cách khác ở trong mắt người khác cái này gốc thụ yêu liền thành hắn thân truyền đệ tử thậm chí hắn còn có thể cách không cho thụ yêu truyền truyền lại pháp lực sư phụ vậy ngươi nhanh lên cho ta đóng cái ấn chứ sao tước yêu tiểu thải nghe vậy vui vẻ nói tống thư hàng đừng nóng vội trước hết nghe thất thu tiền bối kể xong nói thật cho tước yêu tiểu thải đóng ấn luôn cảm giác sẽ có loại đóng kiểm nghiệm hợp cách trương ảo giác Thất tu tôn giả cười ha ha, tiếp tục nói, sau đó cái thứ ba công năng, thánh ấn hội rút ra giữa thiên địa lực lượng hóa thành tinh thuần linh lực rót vào tu sĩ thể nội, có thể vì tu sĩ tiết kiệm một ít linh thạch tiêu hao. Chức năng này đối bát phẩm huyền thánh tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với thư hàng tiểu hữu mà nói, chỉ ít lục phẩm trước, liền không thiếu hụt tu luyện linh thạch a. Thì ra là thế, Tống thư hàng như có điều suy nghĩ ngắm nhìn thân thể của mình nhưng là, thánh ấn rút ra tới được linh lực đại bộ phận đều tiến vào, phi kình hư đan, bên trong đi. Đầu này phi kình hư đan muốn triệt để thành hình, cần nhiều như vậy linh lực. Ngoại trừ trở lên mấy loại năng lực bên ngoài, thánh ấn còn có một loại đại biểu tính năng lực. Cơ hồ mỗi một vị huyền thánh đều sẽ có được, đó là một loại cùng loại, ngôn xuất pháp vì, lực lượng, nhưng cụ thể hơn hóa. Bất quá, loại năng lực này định vị rất rộng khắp, theo ta được biết, mỗi vị huyền thánh nắm giữ loại năng lực này, công năng đều không giống nhau cá nhân ta cảm giác loại lực lượng này có loại cùng loại pháp lệnh phong cách. Khi Huyền Thánh mở miệng, thông qua thánh ấn, tăng cường bản thân một số chỉ lệnh, liền có thể đem chính mình trong miệng sở xuất chỉ lệnh hóa thành thực tế năng lực. Thất tu tôn giả nói. Ngôn xuất pháp tùy, pháp lệnh, tống thư hàng xoa cầm suy tư. Nói một cách khác, một vị cường đại thất phẩm Huyền Thánh, đối một vị ngũ phẩm linh hoàng sử dụng loại này, ngôn xuất pháp vì công năng, một câu trói buộc, chỉ lệnh xuống dưới vị này ngũ phẩm linh hoàng liền sẽ cảm giác mình bị một loại nhìn không thấy lực lượng trói buộc thất tu tôn giả nói nhưng là loại công năng này muốn làm sao mở ra làm sao sử dụng ta cũng không rõ ràng thư hàng tiểu hữu thử một chút chứ sao đông phương lục tiên tử nói tống thư hàng làm sao thử hắn lại không biết chức năng này làm sao mở ra a à? người đối ta sử dụng trói buộc mệnh lệnh nhìn xem đông phương lục tiên tử nói ta không chống cự Nói không chừng sẽ hữu hiệu quả Tốt nhất thư hàng tiểu hữu người đang sử dụng Nguồn xuất pháp tùy công năng lúc Trước điều ra Thánh Ấn thử nghiệm câu thông hắn Thông qua hắn đến sử dụng năng lực này Thất tu tôn giả ở một bên nhắc nhở Tốt ha, vậy ta thử một chút Tống thư hàng tâm niệm vừa động Bản mệnh trong đan điền Thánh Ấn nổi lên, ngừng tụ tại bên cạnh hắn Thánh Ấn thượng bá tống hai chứ tản ra nặng nề uy nghiêm ở đây các vị tiền bối đều cảm thấy một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Trói buộc, Tống thư Hàng chỉ Đông Phương Lục Tiên tử, trầm giọng nói. Chương 1072, phức tạp hơn mệnh lệnh. Theo Tống thư Hàng, trói buộc, mệnh lệnh hạ xuống, trong hư không ẩn ẩn có nhìn không thấy lực lượng ngưng tụ, tác dụng tại Đông Phương Lục Tiên tử trên thân. Thật xuất hiện, ghé vào điều hòa không khí thượng Diệt Phượng công tử nháy nháy mắt. Ở đây tất cả mọi người cảm ứng được cỗ lực lượng kia, thành công không?" Tống thư hàng hỏi. Đông Phương Lục Tiên tử tả hữu uốn éo xuống cổ, "Không được a, à, không có bị trói buộc cảm giác." "Không đúng, vừa rồi theo Tống thư hàng tiểu hữu, trói buộc mệnh lệnh phía sau hoàn toàn chính xác có sức mạnh tác dụng ở trên người của ngươi a." À. Diệt Phượng công tử nói. Đông Phương Lục Tiên tử suy tư chốc lát nói, "Trong khoảnh khắc đó, ta mơ hồ cảm giác có cái gì ở bên cạnh ta vòng một vòng sau đó liền từ trên người ta tuột xuống, không có đem ta trói buộc." từ trên người tuột xuống rồi, vì sao lại dạng này? Tước yêu tiểu thải hiếu kỳ hỏi. Có lẽ là tống đạo hữu cảnh giới so đông phương lục tiên tử thấp nguyên nhân. Vừa rồi thất tu tiền bối đề cập qua, năng lực này chỉ có thể đối thực lực so với chính mình thấp người sử dụng. Bị ngạn ma quân suy đoán nói. Không đúng, trói buộc, tác dụng cũng đã sinh ra. Vừa rồi đông phương lục tiên tử nói qua, cái kia đạo lực lượng tác dụng ở trên người nàng phía sau ở trên người nàng vòng một vòng, vừa trơn xuống dưới cho nên khẳng định là quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì thất tu tôn giả xoa cầm. ta nghĩ ta biết nguyên nhân diệt phượng công tử phất phất tay nói tưởng tượng một chút vừa nhắc tới trói buộc người bình thường nhóm liền sẽ lập tức nhớ tới dây thừng như vậy dưới tình huống nào dây thừng tại trên thân thể người hội tuột xuống không cài tốt thời điểm lại hoặc là lấy dây thừng bộ phương thức nhưng dây thừng bộ quá lớn tô thị a thập lục đáp đúng cho nên ta hoài nghi thư hàng tiểu hữu đang sử dụng trói buộc năng lực thời điểm tình cảm còn chưa đủ mạnh liệt huyền thánh ngôn xuất pháp vì hẳn là bát phẩm huyền thánh mang theo mãnh liệt ý chí ngôn ngữ cho nên thư hàng tiểu hữu người tại miệng ra trói buộc mệnh lệnh thời điểm trong đầu hẳn là còn phải phối hợp lấy suy tư đông phương lục tiên tử bị trói chặt hình ảnh hình ảnh cảm giác càng mạnh càng tốt diệt phượng công tử nói có đạo lý thư hàng người thử lại lần nữa đông phương lục tiên tử cười hì hì nói tống thư hàng tưởng tượng đông phương lục tiên tử bị dây thừng trói chặt hình ảnh làm sao cái trói pháp thư hàng tiểu hữu nếu như ngươi không có phương diện này kinh nghiệp đem đông phương tiên tử tưởng tượng thành một cây cột gỗ lại hướng lên diện chói nhiều vòng dây thừng là đủ thất tu tôn giả cười ha hả nói uy 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 thất tu tiền bối người gặp qua giống như ta vậy xinh đẹp cột gỗ sao đông phương lục tiên tử không phục nói ta thử lại lần nữa đi. Tống thư hàng nói. Thất tu tiền bối giảng phương pháp, có lẽ rất thực dụng. Tống thư hàng trước nhắm mắt tưởng tượng một lát, hắn thật không có đem Đông Phương Lục Tiên tử tưởng tượng thành cột gỗ, chỉ là muốn tượng ra thật dài dây thường đưa nàng giống chói cột gỗ đồng dạng chói một vòng lại một vòng hình ảnh. Tưởng tượng xong, Tống thư hàng lần nữa quát khẽ chói buộc. Lời nói lực lượng thông qua, thành ấn truyền tống ra ngoài, môn xuất pháp vì lực lượng triển khai. Chư vị ở đây tiền bối lần nữa cảm ứng được cái kia đạo vô hình chói buộc chi lực. Mà lần này, Đông Phương Lục Tiên tử nhãn tình sáng lên, a, à, thật sự chói lại. Một vòng lại một vòng lực lượng vô hình, trực tiếp đem ta cầm giữ. A à, đợi chút nữa đợi chút nữa, đừng chói nhiều như vậy, hội không thở nổi. Đông Phương Lục Tiên tử cùng cột gỗ nhưng khác biệt, nàng dáng người có lồi có lõm, chói cột gỗ chói pháp dùng ở trên người nàng không thích hợp. Vậy mà thật sự hữu hiệu bị ngạn ma quân xoa cầm ngọa thảo cứ như vậy đừng nhìn tống đạo hữu chỉ là tứ phẩm cảnh giới nhưng đối với lấy năm sáu phẩm tu sĩ cũng hồn nhiên không sợ a à. lúc này thất tu tôn giả nói đông phương tiên tử chói buộc cường độ như thế nào thở không nổi thật là khó chịu đông phương lục tiên tử nói có thể tránh thoát sao thất tu tôn giả hỏi ừm ta thử một chút đông phương lục tiên tử dứt lời thể nội linh lực vận chuyển sau đó nàng nhẹ nhàng thoáng dãy ruộng, vần quanh ở trên người nàng vô hình trói buộc liền bị tránh ra. Đông phương lục tiên tử bẻ bẻ cổ, cường độ không được, nhiều nhất chỉ có tứ phẩm trói buộc pháp thuật uy lực. Quả là thế, ngôn xuất pháp vì trói buộc uy lực không đủ, hẳn là bị giới hạn tống thư hàng tiểu hữu đẳng cấp cảnh giới. Ta nghĩ, bát phẩm huyền thánh, ngôn xuất pháp vì chỉ có thể dùng cho ứng phó cảnh giới so với hắn bản thân thấp tu sĩ, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Thất tu tôn giả đáp, ngay cả như vậy, nếu như thư hàng tiểu hữu cùng phổ thông ngũ phẩm tu sĩ giao chiến lúc, đột nhiên tế ra, môn xuất pháp vì, năng lực, nói không chừng có thể âm đến đối phương. Diệt phượng công tử nói, ta ngược lại cảm giác tạm thời không có cái nào ngũ phẩm linh hoàng, dám chính diện cùng tống đạo hữu giao chiến. Bị ngạn ma quân nhún vai nói, thiên nhiên đệ nhất thánh uy danh treo ở nơi đó, không rõ chân tướng đạo hữu cái nào dám khiêu khích tống đạo hữu Bị ngạn đạo hữu nói có đạo lý. Diệt phượng công tử nói. Hiện tại chư thiên vạn giới người tu luyện đều coi là tống thư hàng là thiên niên đệ nhất thánh, tại cái này uy danh dưới, bình thường ngũ phẩm linh hoàng không có cái nào sẽ muốn chính diện khiêu khích tống thư hàng. Mặt khác, ta còn có một cái ý nghĩ. Diệt phượng công tử lại nói, tống thư hàng cái này, ngôn xuất pháp vì, năng lực, chỉ có thể hóa thành loại này, pháp thuật loại, trói buộc chi pháp sao. Có thể hay không lợi dụng cái này, ngôn xuất pháp vì, năng lực, sử dụng một số càng chiều tượng lực lượng. Thất tu tôn giả, tỷ như, tỷ như cho một người nào đó hạ đạt một cái mệnh lệnh, tại ngôn xuất pháp tùy năng lực dưới, có thể hay không đạt thành. Loại phương thức này, hẳn là cũng phù hợp ngôn xuất pháp vì hiệu quả đi." Diệt Phượng công tử nói. Cho người khác ra lệnh, tỷ như quỳ xuống, loại hình, thất tu tôn giả suy tư, có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Thư hàng tiểu hữu có muốn thử một chút hay không?" nếu như, nguồn xuất pháp vì, năng lực thật sự có thể dạng này dùng, vậy thì thật là rất thú vị. Tưởng tượng một chút, nếu như vậy, Tống Thư Hàng về sau đối mặt thực lực thấp hơn địch nhân của hắn lúc, chỉ cần quát khẽ một tiếng, cặn bã, quỳ xuống. Địch nhân, người tính là cái gì? Để cho ta quỳ ngươi, nằm mơ, sau đó, địch nhân mặc dù rất mạnh miệng phản kháng lấy, nhưng đầu gối lại mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Hình tượng này rất thú vị, thất tu tôn giả giọng điệu cứng rắn nói xong ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tới đông phương lục tiên tử trên người uy 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 quỳ xuống loại này mệnh lệnh đừng dùng trên người ta a à. nữ tử dưới gối cũng có hoàng kim ngoại trừ sư phụ cùng phụ mẫu bên ngoài ta chỉ chuẩn bị tại kết hôn ngày đó cùng trượng phu giao bái đông phương lục tiên tử chứng chạc đàng hoàng cự tuyệt nói diệt phượng công tử ta cũng sẽ không quỳ đó a à. để cho ta quỳ ta hội liều mạng với ngươi Kỳ thật không nhất định phải dùng quỳ xuống mệnh lệnh, dùng nằm xuống cũng được. Chỉ cần là một loại nào đó để cho người ta hành động mệnh lệnh là có thể. Trinh Bờ Ma Quân nói. Nằm xuống không có vấn đề. Cái kia tiếp tục trên người ta thí nghiệm đi. Đông Phương Lục Tiên Tử cảm thấy rất hứng thú nói. Tới đi, ta chuẩn bị xong. Vậy chỉ dùng nằm xuống mệnh lệnh? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng, hay dùng cái này. Đừng có dùng quỳ xuống mệnh lệnh a. À. Đông Phương Lục Tiên Tử dặn dò. Tốt à. Tống Thư Hàng dựa theo trước đó kinh nghiệm, trước tiên ở trong đầu tưởng tượng, đông phương lục tiên tử nằm xuống đất, hình ảnh, sau đó thông qua, thánh ấn quát khẽ nói, nằm xuống. Đông phương lục tiên tử thân hình có chút lay động một cái, bất quá nàng vẫn là chống được. Không được, cường độ không đủ, thư hàng ngươi thử một lần nữa. Đông phương lục tiên tử kêu lên nàng tựa hồ thích thú. Tống thư hàng lần nữa thông qua, thánh ấn, quát khẽ, nằm xuống. Lần này, Tống Thư Hàng thông qua chân ngã minh tưởng pháp tập trung tinh thần lực của mình, đồng thời tại quát khẽ thời điểm, không tự chủ được dùng tới, khẩu khiếu, thiên phú. Tống Thư Hàng nhất phẩm cảnh giới lúc, khai khiếu đạt được, nhãn khiếu, cùng khẩu khiếu, hai loại thiên phú. Nhãn khiếu thiên phú là cao thủ thị giác, hoặc là có thể xưng là là đạn thời gian. Mà khẩu khiếu thiên phú thì là, huyện âm, có thể làm cho Tống Thư Hàng thanh âm bên trong mang lên chấn tâm thần người lực lượng. Lần này, Tống thư hàng một tiếng, nằm xuống, sau khi ra, Đông Phương Lục Tiên tử thân thể lay động kịch liệt một chút, cuối cùng không bị khống chế nằm xuống. Ha 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 ha, thật là lợi hại, có như vậy trong nháy mắt, ta cảm giác cả người đều muốn phiêu lên đồng dạng. Chính ta kiên trì không cho thân thể nằm xuống, nhưng thân thể lại không bị khống chế, thẳng ưỡn lên nằm xuống. Thật là lợi hại, nằm dưới đất Đông Phương Lục Tiên tử cười nói. Vậy mà có thể làm được loại trình độ này? không hổ là thánh ấn, lực lượng. Thất tu tôn giả nói khẽ tống thư hàng có thể làm được loại trình độ này, vậy chân chính, bát phẩm huyền thánh, nhất định có thể làm càng tốt hơn. Nói cách khác, cho dù là thất phẩm đỉnh phong tu sĩ, đối mặt chính thức bát phẩm huyền thánh, môn xuất pháp vì, năng lực, chỉ sợ cũng không có nhiều năng lực chống cự. Bát phẩm huyền thánh nếu là ngưng tụ ý chí, quát khẽ một tiếng, quỳ xuống, thất phẩm tôn giả chỉ sợ đều muốn không cam lòng quỳ xuống thất tu tôn giả âm thầm nắm tay mục tiêu, bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Diệu, diệt phượng công tử đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, thư hàng tiểu hữu năng lực, đã có thể làm cho đông phương lục tiên tử không bị khống chế nằm xuống, vậy có phải hay không có thể sử dụng phức tạp hơn một điểm mệnh lệnh? Tỷ như, đông phương lục tiên tử từ dưới đất nhảy lên một cái, hưng phấn hỏi nàng đây là khi vật thí nghiệm nghiện rồi. Nói thí dụ như, thư hàng tiểu hữu có thể cho đông phương lục tiên tử hạ đạt một cái mệnh lệnh, để cho nàng đang lái xe lúc sắp đụng vào người hoặc vật lúc, đạp xuống phanh lại, mà không phải đi dẫm chân ga. Diệt phượng công tử nhắc nhở nói. Đông phương lục tiên tử kỹ thuật lái xe đơn giản đáng sợ, mà đường cái sát thủ lớn nhất mau bệnh chính là muốn phanh xe thời điểm, lại dẫm lên chân ga. Loại này phức tạp mệnh lệnh, có thể làm sao? Thất tu tôn giả xoa cầm nói. Diệt phượng công tử mỉm cười, mệnh lệnh câu nói có thể rút ngắn, chỉ cần có thể biểu đạt ý tứ này là được. Mà lại, nhìn như phức tạp kỳ thật mệnh lệnh này chỉ có một động tác cái kia chính là tại thời điểm cần thiết phanh lại ta nghĩ liền nằm xuống loại này mệnh lệnh cũng không có vấn đề gì phanh lại mệnh lệnh hẳn là cũng có thể có hiệu lực ý kiến hay đông phương lục tiên tử hai mắt sáng lên nếu quả như thật hữu hiệu nàng nói không chừng liền có thể triệt để thoát khỏi đường cái sát thủ xưng hào thử một chút thư hàng tiểu hữu trên người ta thử một chút cái mệnh lệnh này đi đông phương lục tiên tử nhìn chằm chằm tống thư hàng một mặt mong đợi nói. chương 1073, thần cấp phanh lại kỹ năng. Tốt ha, à, vậy chúng ta liền thử một chút đi. Nhưng là đông phương lục tiên tử, người một hồi tại thí nghiệm, nguồn xuất pháp vì, hiệu quả thời điểm, nhất định phải sử dụng chính người chiếc kia đặc chế phòng đụng xe. Tống Thư Hàng nói, cái này không có vấn đề, chiếc xe kia ta đều là mang theo người. Một hồi chúng ta tìm rộng lớn địa phương thử một chút là được. Đông Phương Lục Tiên Tử vui vẻ nói. Cái kia, cái mệnh lệnh này muốn làm sao nói? Tống Thư Hàng hỏi. Ngôn xuất pháp vì, mệnh lệnh, càng ngắn càng tốt. Dạng này, ngôn xuất pháp vì, lực lượng mới có thể phụ thuộc vào, ngôn ngữ, bên trên, uy lực càng thêm tập trung. Mệnh lệnh dài, ngôn xuất pháp vì, uy lực liền sẽ phân tán. Không bằng trực tiếp liền, phanh lại, hai chữ thế nào? Bỉ ngạn ma quân nói. Cái này quá tinh ngắn, mà lại dạng này trừ phi là tống thư hàng ngồi ở đông phương lục tiên tử trên ghế lái phụ, tại nàng sắp xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, sử dụng, phanh lại, mệnh lệnh, nói không chừng mới có hiệu. Diệt phượng công tử nói, tống thư hàng khóe miệng co lại nói thật, dám ngồi ở đông phương lục tiên tử ghế lái phụ nam nhân, nhất định là chân ái. Cho nên muốn khuếch trương lâu một chút, tỉ như, nguy hiểm, phanh lại, thế nào? Một cái rất có từ tính thanh âm nam tử vang lên. Nha, Tạo hóa pháp vương ngươi không bắt đầu diễn sướng hội a? À. Diệt phượng công tử ha ha cười nói. Lời mới vừa nói, chính là vừa chạy tới tạo hóa pháp vương. Thích ca mâu ni tại ở gần dược sư đại lâu thời điểm, xa xa liền nghe đến tống thư hàng mấy người giao lưu, thế là thật nhanh chạy đến, xen vào một câu. Gần nhất tạo hóa pháp vương vội vàng toàn thế giới bắt đầu diễn sướng hội, phen hâm mộ số lượng kịch liệt lên cao. Thích ca mâu ni tự tin càng ngày càng mạnh, hiện tại hắn mới mở miệng thanh âm bên trong đều mang tràn đầy tự tin từ tính. Nguy hiểm, phanh lại rất không tệ, bất quá, ta cảm giác lại thêm cái dẫm chữ sẽ tốt hơn. Nguy hiểm, dẫm phanh xe, Tô Thị A thập lục lên tiếng nói. Lúc này, Đông Phương Lục Tiên Tử nói, không ổn, dẫm phanh xe cũng không ổn. Bởi vì ta một khi gấp thời điểm, căn bản không phân rõ phanh lại cùng chân ga. Trong lòng ta nghĩ đến là dẫm phanh xe, nhưng chân dẫm mạnh chính là chân ga. Ta lo lắng, dẫm phanh xe chức năng này đối với ta không có tác dụng vậy không bằng đổi thành dừng xe đi lệ chi tiên tử thanh âm thanh thúy chuyển đến nguy hiểm dừng xe nếu như vậy cũng không cần lo lắng lục lục nàng lý giải sai lầm dù sao tại nguồn xuất pháp vì tác dụng dưới lục lục hội cưỡng chế dừng xe có đạo lý vậy liền áp dụng lệ chi tiên tử phiên bản thư hàng tiểu hữu thử một chút đi đông phương lục tiên tử cảm giác rất thỏa Vậy liền xác định, nguy hiểm, dừng xe rồi. Không có cái khác phiên bản ý kiến sao?" Tống thư Hàng hỏi. "Hẳn là có thể, còn tại hạ đạt, nguy hiểm, mệnh lệnh lúc." Thư Hàng Tiểu Hữu ngươi có thể trong đầu suy tư Đông Phương Tiên tử nhanh tông xe lúc hình ảnh, dạng này có thể cường hóa, nguy hiểm, hàm ý." Thất Tu Tôn giả nói. "Vậy ta thử." Tống thư Hàng nói. "Đông Phương Lục Tiên tử, ta chuẩn bị xong, thư Hàng Tiểu Hữu, xem ngươi rồi." lão nương có hay không hy vọng thoát khỏi, đường cái sát thủ, xỉ nhục này xưng hào, liền xem ngươi, môn xuất phát vì công năng có cho hay không lực. Thế là, tại các vị đạo hữu nhóm chờ đợi trong ánh mắt, Tống Thư Hàng nhắm mắt tưởng tượng một chút đông phương lục tiên tử lái xe, sắp phát sinh tai nạn xe cộ tràng diện, cùng tại đã đem phát sinh tai nạn xe cộ lúc, đông phương lục tiên tử khẩn cấp dừng xe hình ảnh. Náo bổ hoàn tất phía sau Tống Thư Hàng đưa tay chỉ hướng đông phương lục tiên tử, nguy hiểm, dừng xe. Cùng lần trước đồng dạng, hắn sử dụng chân ngã minh tưởng pháp ngưng tụ tinh thần, cũng thông qua khẩu khiếu thiên phú quát ra một câu nói kia, tranh thủ đem, môn xuất pháp vì công năng tối đại hóa. Tối tăm ở giữa, có một đạo lực lượng thông qua tống thư hàng, thánh ấn, rơi vào đông phương lục tiên tử trên thân. Thế nào, có cảm giác sao? Lệ chi tiên tử hiếu kỳ nói. Ta không biết, nhưng là, ta giống như có tự tin. Đông phương lục tiên tử nói, ta có một loại trực giác, nếu như tiếp xuống lái xe, muốn đụng vào thời điểm, ta nhất định có thể đem xe dừng lại đến. Đi trước thử một chút, có thể là tống đạo hiểu, ngôn xuất pháp vì, thật sự có hiệu quả, nhưng cũng có có thể là ảo giác của ngươi. Bị ngạn ma quân nói, sân bãi có sao, đến phụ cận đi xem một chút không, đông phương lục tiên tử nói. Không ổn, một hồi còn có càng nhiều, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu đang đuổi đến, nếu như chạy tới lúc, phát hiện nơi này khi không có ai không tốt lắm, ân, dùng ta, chân thực huyến tượng, đi, bên trong vừa vặn có một mảnh đại không, có thể cho đông phương tiên tử thử xe. Thất tu tôn giả nói. Dứt lời, tôn giả tâm niệm vừa động, hắn, chân thực huyến tượng của mộ thế giới, thi triển ra. Bất quá lần này chân thực huyến tượng vị trí, cũng không phải là tống thư hàng cùng tô thị A thập lục luyện, dắt đao thuật, cái kia mộ thất, mà là của mộ thế giới bên ngoài một mảnh đất trống. Một cái to lớn vô cùng quảng trường, trên đó cách chút vị trí liền đứng thẳng lấy từng cây cột đá, rất thích hợp đông phương lục tiên tử thử xe. Thật lâu không có nhìn thấy thất tu tiền bối, chân thực huyến tượng, tiền bối, chân thực huyến tượng lại làm lớn ra không ít ha. Tạo hóa pháp phương cảm thán nói. Vậy ta ngay ở chỗ này thử xe, các người đều để xa một chút. Đông phương lục tiên tử dứt lời, mở ra nàng đặc chế túi càn khôn, thả ra nàng chiếc kia đặc chế phòng đụng xe Việt giã. Trước xe sau xe, xe hai bên toàn bộ gia phòng đụng phòng hộ, hơn nữa còn minh khắc rất nhiều liền, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu đều xem không hiểu trận pháp. Đông phương lục tiên tử bò vào trong xe Việt dã, thuần thục châm lửa. Dây an toàn, dây an toàn, Tống Thư Hàng nói. Há, kém chút quên đi, bất quá cái đồ chơi này không quá có tác dụng, dù sao đụng vào ta người khác, nguy hiểm đều là người khác, chính ta không có việc gì. Mà lại bằng vào ta thực lực, ngồi ở trên ghế lái thời điểm, Tuyệt đối sẽ không bị quật bay đi ra, trừ phi là cả chiếc xe đều bị đụng nát." Đông Phương Lục Tiên tử nói. "Tống thư hàng, chính là bởi vì Đông Phương Lục Tiên tử ngài một mực nghĩ như thế, cho nên ngài kỹ thuật lái xe mới có thể càng ngày càng đáng sợ a." À. Đông Phương Lục Tiên tử nịt dây an toàn, đầu ở tay lái phải lái xe a. À. "Siêu, ở đây tất cả cửu châu nhất hào quần đạo hữu toàn bộ bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, tránh rất xa." có người dám cảm giác đứng xa còn chưa đủ an toàn, dứt khoát nhảy lên cái kia từng cây cột đá. Còn có người cảm giác đứng ở trên cây cột cũng không đủ an toàn, trực tiếp ngựa kiếm, ngựa đao bay lên không. Đông phương lục tiên tử cũng không thể đem lái xe lấy đụng vào trên trời tới đi. Không không không, chờ sau đó. Đông phương lục tiên tử xe tựa hồ là cải tạo khoản, thật là có lơ lửng công năng. Xem ra, coi như đứng ở không chung cũng không đủ an toàn, còn muốn bảo trì cảnh giác mới được. Dầm dầm dầm, phía dưới, đông phương lục tiên tử một cước chân ga, xe Việt giã tốc độ tiêu thăng. Có lẽ là bởi vì trong lòng có tự tin nguyên nhân, đông phương lục tiên tử mở vô cùng thuận lợi, nàng thậm chí có thể thuần thục lái xe tránh né những cái kia cây cột, có đôi khi còn có thể linh hoạt hiện lên hình chữ S chạy. Cái này không khoa học, diệt phượng công tử nói. Chẳng lẽ là tiềm lực bị buộc đi ra sao? Lệ chi tiên tử nói, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay chụp. Lợi hại, nếu như vứt bỏ, đường cái sát thủ, thuộc tính, có lẽ đông phương lục tiên tử tại kỹ thuật lái xe thượng rất có thiên phú cũng không nhất định. Đang khi nói chuyện, đông phương lục tiên tử đầu xe đột nhiên dễ ngang, tới một cái xuất khí nhẹ nhàng di chuyển. Ngọa thảo, hôm nay đông phương lục tiên tử là sa thần phụ thể sao? Tạo hóa pháp phương kinh ngạc nói. Không không phải sa thần phụ thể, lục lục xe của nàng lại không kiểm soát. Lệ chi tiên tử nói. Nàng nhìn thấy trên ghế lái đông phương lục tiên tử trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cả người đều hoảng loạn. Mà tại nàng ngay phía trước cách đó không xa, thì có hai cây cột đá. Tiếp tục như vậy nữa, nàng chỉ sợ lập tức liền muốn đụng vào cột đá. Hiện tại, xác minh tống thư hàng, ngôn xuất pháp vì năng lực có hữu dụng hay không thời điểm đến. Đến cùng ngôn xuất pháp tùy mệnh lệnh, có thể hay không để cho đông phương lục tiên tử thuận lợi dừng xe không được Đông Phương Tiên Tử nàng lại dẫm lên chân ga. Thất Tu Tôn giả nói, hắn toàn bộ hành trình cảm ứng đến trong xe Đông Phương Lục Tiên Tử nhất cử nhất động. Ngay tại vừa rồi, Đông Phương Lục Tiên Tử nhìn thấy bản thân sắp tông xe thời điểm, theo bản năng liền muốn đi dẫm phanh xe, nhưng nàng chân dài duỗi ra lại dẫm lên chân ga lên. Dầm dầm rầm, xe việt giã tăng tốc độ, cuồng bạo xông về phía trước. A a a a, không cần a. À đông phương lục tiên tử hét lớn. Ngay tại nàng lớn tiếng kêu gọi lấy thời điểm, đột nhiên thân hình của nàng cứng đờ. Tối tăm ở giữa, có một loại lực lượng ở trên người nàng phát động. Cái này đông phương lục tiên tử đùi phải, vậy mà từ chân ga thượng rời ra. hữu hiểu hiệu, thất tu tôn giả nói. Sinh ra hiệu quả, vừa rồi ta cảm ứng được loại kia, ngôn xuất pháp vì, lực lượng tại vận chuyển. Diệt phượng công tử đồng thời nói. Vậy kế tiếp, liền nhìn lục lục có thể hay không dẫm ở thắng. ủng hộ A, lệ chi tiên tử vì đông phương lục tiên tử động viên. Ngay tại tất cả mọi người mong mỏi đông phương lục tiên tử có thể dẫm ở phanh lại thời điểm đã thấy đông phương lục tiên tử thật nhanh đưa tay, phi tốc nhấn xuống cửa xe khóa, đem cửa xe khóa mở ra. Lệ chi tiên tử, thất tu tôn giả, đây là muốn làm gì? Tạo hóa pháp phương, không phải là muốn nhảy xe A. Tô thị A thập lục, hẳn là sẽ không đi, Môn xuất pháp vì, mệnh lệnh là dừng xe, hẳn là sẽ không nhảy xe mới đúng. Mà lại, Đông Phương Lục Tiên tử trên xe có các loại phòng hộ, coi như trực tiếp đụng vào cũng không có nguy hiểm tính mạng, không cần đến nhảy xe a. Tô thị A thập Lục vừa dứt lời thời điểm, Đông Phương Lục Tiên tử đã đem ghế lái cửa xe mở ra. Ngay sau đó, một đầu thon dài cặp đùi đẹp từ cửa xe bên trong ló ra. A à nha 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 nha, Đông Phương Lục Tiên tử trong miệng kêu to. Sau đó chân trái dùng sức giẫm, trên mặt đất kéo lấy. Trên mặt đất kéo lên một trận bụi mù, bởi vì Đông Phương Lục Tiên tử cường hãn nhục thân, mặt đất đều bị nàng lôi ra một đầu thật dài dấu vết tới. Đây không phải xe đạp a? Đông Phương Lục Tiên tử ngươi dùng loại này phanh lại pháp là mấy cái ý tứ a? Tống thư hàng, Diệt Phượng công tử, Tô thị A thập lục, Tạo hóa pháp phương, đây chính là trong truyền thuyết chân trái phanh lại sao? nhưng chân trái phanh lại không phải dùng chân trái đi dẫm phanh xe sao? Lệ chi tiên tử, cái này lại không phải xe đạp A, lục lục đây là chơi cái nào vừa ra A? Bình tĩnh, hiện tại vấn đề là, cái này có thể dừng lại xe sao? Thất tu tôn giả không hổ là đại tiền bối, hắn là ở đây chấn định nhất người. chương 1074, vậy ngươi liền muốn thất vọng rồi. Thất tu tôn giả nói rất đúng, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là đông phương lục tiên tử có thể hay không dừng xe lại. Có thể thuận lợi dừng lại sao? Tất cả mọi người ở đây đều đang mong đợi đáp án. Trong lúc đó, lại có mấy vị cửu châu nhất hào quần, đạo hữu tiến đến. Bác Hà Tán Nhân, túy ước cư sĩ, cổ hồ quan chân quân còn có hằng hỏa chân quân lần lượt tiến vào thất tu tôn giả, chân thực huyến tượng của mộ thế giới. Bởi vì phải chờ lấy chúng đạo hữu tập hợp, cho nên thất tu tôn giả, chân thực huyễn tượng, ở vào mở ra trạng thái. Chỉ cần trong đám đạo hữu tiến vào dược sư lầu nhỏ, liền sẽ bị tiếp vào đến cổ mộ thế giới quảng trường. Có thể ngừng được sao? Mắt thấy đông phương lục tiên tử xe cự ly này hai cây cột đá càng ngày càng gần. Tống thư hàng đều cảm giác khẩn trương lên. Không, không đúng, dùng loại này chân sát phương thức có ý nghĩa sao? coi như đông phương lục tiên tử thật sự có loại phương thức này đem xe ngưng lại nhưng có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể đem loại này phanh lại phương pháp đưa đến ngoại giới đi? Phía ngoài lão tư cơ nhìn thấy hình tượng này, hội dọa cứt. Ngẫm lại xem, làm người ở trong quá trình lái xe, đột nhiên phía trước mở chiếc xe kia ghế lái cửa xe mở ra, từ đó vươn một đầu đặc biệt dài cặp đùi đẹp sau đó cái kia cặp đùi đẹp sử dụng chân sát kỹ năng. Hình ảnh kia đơn giản kinh dị. Cho nên nói, mà kệ trước mắt đông phương lục tiên tử có thể hay không đem xe phanh lại, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai hơi sau, đông phương lục tiên tử thành công thắng. Xe của nàng tại khoảng cách hai cây cột đá vẻn vẹn chỉ có một quyền khoảng cách thời điểm, thành công bị ngừng lại. Xe ngưng lại. Lúc này, đông phương lục tiên tử nửa treo ở trên ghế lái. Dùng chân phanh lại sau xe, nàng còn nhớ rõ trước đem xe đẩy vào đứng không, tắt máy xe triệt để ngừng lại đông phương lục tiên tử bò lại đến ghế lái bên trong sau đó nàng liền như là một đầu thụ thương tiểu động vật co quắp tại trên ghế ngồi hai tay ôm đầu gối không nói một lời lục lục đây là thế nào lệ chi tiên tử nói nhìn qua tựa hồ tâm tình không tốt lắm dáng vẻ lại nói cụ thể xảy ra chuyện gì rồi vì cái gì các người muốn vây xem đông phương lục lái xe hoàng sơn chân quân lên tiếng hỏi mấy người bọn họ tới tương đối trễ không rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả diệt phượng công tử đơn giản đem sự tình cùng hoàng sơn chân quân bọn người giới thiệu một lần sau đó tổng kết nói xem bộ dáng là lần này thí nghiệm hiệu quả không được cho nên đông phương lục tiên tử rất thất vọng có phải hay không là đông phương lục tiên tử dùng chân phanh lại lúc làm bị thương chân rồi cổ hồ quan chân quân hỏi phía dưới đông phương lục tiên tử vẫn như cũ duy trì cuộn mình tư thế hai mắt vô thần ngốc ngốc ngồi ở trên ghế lái, bất động cũng không nói chuyện. Thật sự đau lòng rồi. Ai xuống dưới an ủi một chút đông phương lục tiên tử. Hoàng Sơn Trân Quân nói. Lệ chi tiên tử nói, ta đi, thư hàng tiểu hữu người cũng cùng ta cùng đi. a à, tống thư hàng chỉ chỉ bản thân, ta cũng muốn đi. Bởi vì, nguồn xuất pháp vì, là năng lực của ngươi a à, lúc này đi khuyên đông phương lục tiên tử, đương nhiên không thể bớt ngươi. Lệ chi tiên tử dứt lời, thả người nhảy lên, hướng đông phương lục tiên tử xa hành đi. Tống thư hàng cũng chỉ đành đuổi theo. Uy, lục lục, người không có việc gì. Lệ chi tiên tử vỗ vỗ ghế lái cửa xe. Ừm, đông phương lục tiên tử hai tay ôm đầu gối, nhàn nhạt, lên tiếng. Không bị thương, lệ chi tiên tử lại hỏi. Không, chính là giày mày hỏng. Đông phương lục tiên tử trả lời. Lệ chi tiên tử tốt, người không có việc gì liền tốt. Vậy người tại khổ sở thứ gì? có thể nói cho ta biết, ta cũng không có khổ sở, ta chỉ ở là cân nhắc một vấn đề, tài lái xe của ta có phải hay không không cứu nổi. Đông Phương Lục Tiên Tử ngẩng đầu lên nói, cho nên, ta đang suy nghĩ, nếu không ta liền từ bỏ điều khiển. Từ bỏ điều khiển, nhất định phải thả Ha. Cửu Châu Nhất Hào quần chúng đạo hữu nghe vậy, đều có chút tiểu kích động lên tại, xe đẩy giải thi đấu đã bị tu chân giới liệt vào mới, tu sĩ tranh tài hạng mục. Phía sau Đông Phương Lục Tiên tử nếu như từ bỏ điều khiển, vậy đối với tu chân giới tới nói, là cái đáng giá chúc mừng tin tức tốt a. À? Quả nhiên, xem xét nét mặt của các ngươi liền biết, các ngươi đều muốn để cho ta từ bỏ lái xe. Đông Phương Lục Tiên tử lại cuộn mình, tiên tử tâm càng đả thương. Lệ Chi tiên tử nhẹ oanh đẩy Tống thư hàng. Tống thư hàng, nghĩ biện pháp an ủi một chút lục lục chứ sao? Lệ Chi tiên tử truyền âm nhập mật nói. Cái gì? để cho ta an ủi đông phương lục tiên tử ta có thể an ủi cái gì a à? tống thư hàng khóe miệng co giật uy thư hàng tiểu hiếu người cũng thấy ta đang lái xe chạy phương diện đã không cứu nổi đúng không đông phương lục tiên tử đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tống thư hàng khục kỳ thật cũng không phải thật không có thuốc nào cứu được tống thư hàng nói nói ra câu nói này lúc thư hàng hoàn toàn là lấy là điều kiện tiên quyết nói ra được nhưng cụ thể muốn từ góc độ nào an ủi đông phương lục tiên tử, Tống Thư Hàng hoàn toàn chưa nghĩ ra lời kịch. Có thật không, tài lái xe của ta còn có thể cứu, đông phương lục tiên tử nhãn tình sáng lên. Ừm bất kể là từ tu chân phương diện vẫn là từ phương diện khoa học, kỳ thật đều có biện pháp giải quyết đông phương lục tiên tử kỹ thuật lái xe. Tống Thư Hàng nói nói, đột nhiên liền não đại động mở. Thật sự, bên trên lệ chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên, chúng ta từ khoa học kỹ thuật phương diện tới nói theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng kỹ thuật phổ cập đã diện thế sự tình tất cả mọi người có hiểu biết tống thư Hàng chậm rãi giải, giải thích nói đông phương lục tiên tử kỹ thuật lái xe chủ yếu nhất mao bệnh chính là hãm không được xe mà nếu như đông phương lục tiên tử có thể tải trên xe của chính mình dẫn vào một bộ tự động phanh lại hệ thống lại dùng các loại thủ đoạn đem hắn cường hóa kể từ đó tiên tử kỹ thuật lái xe vấn đề liền đạt được giải quyết có đạo lý, lệ chi tiên tử nói. Nhưng là cứ như vậy, liền đã mất đi lái xe vui mừng nhất thú. Mà lại, phương pháp kia hạn chế quá lớn. Đông phương lục tiên tử nói, như thế thay đổi, xe của nàng đều muốn đổi thành không người xe. Mà lại, loại phương pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc, đổi một chiếc xe, nàng vẫn là cái kia đường cái sát thủ đông phương lục. Như vậy, chúng ta còn có thể áp dụng, tu chân bên cạnh, thủ đoạn đến giải quyết vấn đề này. Tống thư hàng một mặt thần bí nói: Các người biết sao? Hệ thống máy tính, điện thoại hệ thống, xe tải hướng dẫn hệ thống. Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi: Không không không, ta nói cũng không phải những thứ này, mà là một loại trước đây ít năm trong tiểu thuyết rất lưu hành hệ thống lưu cái kia hệ thống. Bạch Tiền Bối trước đó không lâu đối hệ thống cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị nghiên cứu phát minh mấy khoản thú vị hệ thống. Nếu như Đông Phương Lục Tiên Tử có cần có thể mời bạch tiền bối vì ngươi chế tạo riêng một cái. Tới, Tống Thư Hàng nói, có hệ thống như vậy sao? Đông Phương Lục Tiên Tử nháy nháy mắt. Lấy bạch tiền bối thủ đoạn, hẳn là có thể mân mê ra tương tự hệ thống mới là. Cho nên, Đông Phương Lục Tiên Tử ngươi không cần như thế thất lạc. Tống Thư Hàng nói, cho nên, ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, khẳng định, Tống Thư Hàng đáp, vậy ta an tâm. Đông phương lục tiên tử tiếp tục cuộn thành một đoàn. Lệ chi tiên tử còn không chuẩn bị xuống xe sao? Đầu tiên chờ chút đã, chờ ta trước đổi bộ quần áo trước. Vừa rồi dùng chân phanh lại, dày cùng quần áo đều có tổn hại, ta chính trong không gian pháp khí móc đây. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thay xong quần áo sau liền trở về. Đông phương lục tiên tử nói. Lệ chi tiên tử, tống thư hàng. Hẳn là vừa rồi đông phương lục tiên tử cuộn thành một đoàn, cũng không phải là thất lạc, mà là tại nàng dòng dã một không gian pháp khí trang bị bên trong tìm thay thế quần áo. chừng 6 giờ rưỡi, cửu châu nhất hào quần bên trong, muốn tới đạo hữu không sai biệt lắm đã tề tự. Các tiền bối, có ai muốn ăn cơm sao? Thì mới vừa nói cơm đã nấu xong, có muốn ăn cơm tối tiền bối có thể đi nhà hàng ăn cơm. Tống Thư Hàng một lần cuối cùng hỏi. Chỉ là, phần lớn các tiền bối uyển cự ăn cơm mời. Hiện tại tất cả mọi người tinh lực đều tập trung ở nghiên cứu trên thiên kiếp, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Chỉ có đông phương lục tiên tử, bởi vì muốn đi xem một chút tước yêu tiểu thải nguyên nhân, lôi kéo lệ chi tiên tử tiến về phòng bếp vị trí. Người đến đông đủ sao? Hoàng Sơn Trân Quân dò hỏi. Còn không có, sao bá chân Quân còn không có tới? Linh điệp tiền bối cũng còn tại trên đường. Diệt phượng công tử lười biếng nói. Cái kia đợi thêm một lát, cho bọn hắn gửi cái tin nhắn, để bọn hắn tăng thêm tốc độ. Hoàng Sơn Trân Quân nói, ta đến phát, vừa vặn nhàn dỗi nhàm chán, diệt phượng công tử đáp. Lúc này, bác Hà Tán Nhân đi vào tống thư hàng bên người, nói, thư hàng tiểu hữu tấm kia, thực tiên yến, thiếp mời mang theo trên người sao. Đó là tự nhiên, tống thư hàng từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra thiếp mời cái đồ chơi này không thể thả, một tắc thu nhỏ túi, bởi vì trên thiếp mời có biệt viết tiên cơ khí tức, thông nương chỉ cần thấy được chương này thiếp mời, liền sẽ ở vào xù lông trạng thái. Quả nhiên là chống không thực tiên yến mời thiếp, lúc đầu ta đều coi là năm nay thực tiên yến không đùa, không nghĩ tới còn có thể để cho ta có cơ hội nếm thử biệt tuyết tiên cơ tay nghề. Bác Hà Tán Nhân trân trọng đem thiếp mời thu hồi, sau đó lại mở ra bản thân túi càn khôn, đem một cái đen xì hắc thiết thần giáp phóng xuất ra. Khi hi, đây chính là Bác Hà lần trước tại trong đám nói. Diệt phượng công tử trừng mắt lên con ngươi, Siêu khoa Huyễn chiến giáp, thư hàng tiểu hữu ngươi chuẩn bị làm sao đem hắn xuyên ra hoa văn đến? Hắc thiết thần giáp nói trắng ra là chính là một tôn hắc thiết đánh đúc kim trúc pho tượng. Ngoại trừ tại ăn mặc, trong nháy mắt bên ngoài, lúc khác cái này hắc thiết thần giáp thực sự không quá khốc, thậm chí còn có chút áp chế. Bắc Hà tán nhân nói tại tới được thời điểm, ta đã đem bên trong thuộc về ta ấn ký xóa đi, ngươi chỉ cần một lần nữa hướng bộ này thần giáp bên trong rót vào chân nguyên liền có thể thông qua ấn ký bắt đầu dùng hắn. Tống Thư Hàng theo lời, hoàn thành nhận chủ chương trình. Ăn mặc, Thư Hàng tiểu hữu Diệt Phượng công tử ghé vào điều hòa không khí thượng hì hì cười nói, ta liền lời kịch đều cho người phối tốt, hắc thiết thần giáp, biến thân. Tống Thư Hàng, muốn hay không đập cái video, trong đám có một ít không tới đạo hữu đối Tống Thư Hàng tiểu hữu mặc vào hình tượng cũng cảm thấy rất hứng thú. Diệt Phượng công tử cười nói, tùy các ngươi liền, bất quá A Diệt Phượng tiền bối. Nếu như ngươi muốn xem ta trò cười, vậy ngươi liền muốn thất vọng rồi. Tống Thư Hàng mỉm cười. chương 1075, cái này quần tập tục nhất định phải trị một chút. Tống Thư Hàng duy trì mỉm cười, bóp lên pháp ấn. Ở bên cạnh hắn, hắc thiết thần giáp tự động giải thể, tứ chi bay lên, lồng ngực vị trí mở ra. Cùng tất cả, pháp bào, đồng dạng, hắc thiết thần giáp cũng có được tại trong phạm vi nhất định chủ động thích ứng tân chủ nhân hình thể năng lực. Bình thường mà nói, bình thường pháp bào lớn nhỏ biến hóa, có thể thích ứng 3 tuổi hài đồng hình thể, đến cao 4 mét cực khác loại người tu luyện hình thể. Nếu như cái này dị loại người tu luyện có núi nhỏ lớn như vậy như vậy thật có lỗi, trên thị trường lưu thông đại bộ phận pháp bào đều không thể mở rộng đến lớn như vậy, nhất định phải chuyên môn đính chế mới được. Loảng xoảng bang, khắc thiết thần giáp đem tống thư hàng chứa vào trong đó, cũng chủ động thích ứng thân thể của hắn lớn nhỏ ở đây đạo hữu nhóm liền gặp khách trong sảnh nhiều một tôn hắc thiết pho tượng. Ha 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 ha, thư hàng, đây chính là tự tin của ngươi sao. Diệt phượng công tử cười đáp nước mắt đều muốn đi ra. Tô thị A thập lục, chỉnh thể cảm giác thượng quá đơn điệu một chút, bác hà tiền bối, ngài bộ này, hắc thiết thần giáp là chưa hoàn thành phẩm A. Ta cảm giác nếu như có thể cho bộ này, hắc thiết thần giáp, lại thêm một số tân trang, liền sẽ biến rất xuất khí. Còn không có kết thúc đâu, diệt phượng tiền bối tống thư hàng nói đang khi nói chuyện trong cơ thể hắn đao ý thúc dục nghiêm nghị đao ý thoáng hiện tiếp lấy đao ý lại hóa thành một đoàn quấn quanh ở tống thư hàng đầu ngực chỗ khớp nối trở gần bảo hộ phương sau một khắc một bộ tinh xảo sắt thép khôi giáp xuất hiện tại hắc thiết thần giáp bên ngoài màu đen kim trúc màu lót cộng thêm tinh xảo sắt thép khôi giáp lại thêm đao ý khôi giáp thỉnh thoảng lấp lóe đao quang a à, sách có ý tứ. Tổ hợp khôi giáp, cửu châu nhất hào quần đạo hữu nhóm, nhao nhao nhãn tình sáng lên chủ yếu là trụi lùi, hắc thiết thần giáp ăn mặc trạng thái quá xấu. Mà bây giờ, phối hợp đạo ý khôi giáp phía sau lập tức hắc thiết thần giáp liền lên hai cái cấp bậc không thôi. Có so sánh, mới có thể sinh ra mỹ cảm. a à, thư hàng tiểu hữu khải ý vừa để xuống, phối hợp thêm cái này hắc thiết thần giáp phía sau vậy mà không hiểu có chút xuất khí. Cổ hồ quan chân quân nói tạ ơn cổ hồ quan tiền bối, bất quá ta cái này khôi giáp là đau ý. Tống Thư Hàng nhắc nhở, dù sao đều một cái dạng, bất quá không nghĩ tới bộ này, hắc thiết khôi giáp, phối hợp, đau ý khôi giáp, phía sau cả hai một tổ hợp, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Xem ra bộ này khôi giáp quả nhiên cùng Thư Hàng tiểu hữu người hữu duyên. bắc Hà Tán Nhân cười nói, thế nào, diệt phượng tiền bối, Tống Thư Hàng ăn mặc, đau ý khôi giáp, hoạt động một chút, cảm giác rất tốt cơ hồ hoàn toàn không ảnh hưởng động tác của hắn. Hoàn thành, cuối cùng chẳng phải xấu. Diệt phượng công tử lười biếng nói, bất quá a, à, ta cảm thấy vẫn là vẻn vẹn, vẹn hắc thiết thần giáp sẽ khá có ý tứ, manh xấu manh xấu. Tống thư hàng, tranh lệch thời gian không nhiều lắm, còn có vị đạo hữu kia không tới. Hoàng Sơn chân quân nhìn đồng hồ, chỉ còn dược sư cùng linh điệp tiền bối một đoàn người. Dược sư có thể sẽ chậm một chút, hắn nói hắn cùng Giang Tử Yên 8 giờ lúc, trực tiếp đi nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo địa phương tìm chúng ta cuồng đao tam lãng cùng linh điệp tiền bối là cùng nhau trước đó liền nói sắp đến rồi bây giờ còn chưa đến sao bắc hà tán nhân nói diệt phượng công tử ta đã tại trong đám linh điệp tiền bối nhưng hắn không có hồi phục đợi chút nữa vũ nhu tử đáp lời cha đã thiếu nợ ta hai cái đạo hiệu vũ nhu tử a à, các tiền bối chúng ta lập tức liền đến á sắp hạ xuống tống tiền bối người ước cái khác tiền bối đều tới rồi sao? Tô Thị A thập lục đưa lên điện thoại di động của mình, giao cho Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử tìm ngươi. Thế là, Tống Thư Hàng dùng Tô Thị A thập lục tài khoản nói, cha đã thiếu nợ ta hai cái đạo hiệu Vũ Nhu Tử. Cái khác trước đều đã đi qua tới, liền chờ ngươi cùng linh điệp tiền bối, còn có tam lãng tiền bối. Thu đến, thập lục tỷ, Vũ Nhu Tử trả lời. Hồi lời nói chính là ta, ta là Thư Hàng, Tống Thư Hàng trả lời. A à, a à, à, thu đến, tống tiền bối. Cha đã thiếu nợ ta hai cái đạo hiệu vũ nhu tử lại nói đúng rồi, tống tiền bối. Ngươi có thể giúp đỡ đập một chương tất cả tiền bối cùng với người ảnh chụp sao? Chính là đã hẹn muốn cùng đi đến tất cả tiền bối, lại thêm hình của ngươi. Tống thư hàng dùng tô thì a à thập lục tài khoản đặt câu hỏi cái gì dùng? Cha đã thiếu nợ ta hai cái đạo hiệu vũ nhu tử, khó được hôm nay nhiều như vậy. Cửu châu nhất hào quần, tiền bối tập hợp một chỗ mọi người đến bức ảnh chung A. Đến lúc đó, trong tay của ta còn có mấy bức ảnh chung, phát đến quần cùng hưởng trong không gian đi, lưu cái kỷ niệm. Có đạo lý, Hoàng Sơn Trân Quân nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoàng Sơn Trân Quân sinh ra từ cái này, cái kia đoàn người đều tụ cùng một chỗ, ngồi xuống đứng vững lập vị trí. Lệ chi tiên tử, các ngươi tốt sao? Bàn về chụp ảnh kỹ thuật, cửu châu nhất hào quần bên trong lệ chi tiên tử kỹ thuật nhất bồng lập tức liền đi ra. Lệ chi tiên tử đáp, nghe nàng thanh âm, tựa hồ trong miệng chất đầy đồ ăn. Ước chừng hơn 30 giây sau. Lệ chi tiên tử, đông phương lục tiên tử, tước yêu tiểu thải, thi, nữ bản trạng thái bạch hạc chân quân, một mặt cơm nước no nê sau biểu lộ, từ trong nhà ăn đi ra. Tống thư hàng nhà bữa tối ăn thật ngon sao, liền lệ chi tiên tử cùng đông phương lục tiên tử đều bị hấp dẫn. Bạch hạc chân quân càng là từ đầu tới đuôi đều trốn ở trong nhà ăn, đều không ra gặp khách, đến bây giờ mới ra ngoài. Có mấy vị đạo hữu trong lòng nghi hoặc, muốn làm sao đập, Lệ Chi Tiên Tử hỏi. Mọi người theo trình tự sắp xếp đi, nữ tu ngồi hàng phía trước, nam tu dựa vào sau đứng đấy. Thất Tu Tôn giả nói. Thế là, Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm theo trình tự lập trình tự. Tống thư Hàng Nguyên bản chuẩn bị đứng ở góc trái trên cùng vị trí, cùng Bắc Hà Tiền Bối trên cùng đi. Nhưng lúc này Tô Thị A thập lục cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Sau đó, Tống Thư Hàng vị trí liền bị đổi được Tô Thị A thập lục sau lưng cả trương ảnh chụp trung tâm nhất vị trí. Chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong ta liền chụp A. À. Lệ chi tiên tử nói, nàng dùng linh lực linh hoạt khống chế điện thoại, thuần thục điều chỉnh đến vị trí tốt nhất. Sang giác, tam liên đập. Lệ chi tiên tử triệu hồi điện thoại, vẽ khai bình màn nhìn một chút, đập rất không tệ nha bất quá Bắc hà đạo Hữu có cao như vậy sao vì cái gì so cùng hắn bình sắp xếp lạc trần chân quân cao nửa cái đầu. Bởi vì hắn lơ lửng, tại ảnh chụp muốn đập trong nháy mắt, bác hà đạo hữu sử dụng đạp không mà đi thủ đoạn, đem thân hình cất cao một đoạn. Lạc trần chân quân nói, ha 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 ha, bác hà tán nhân bị phơi bày phía sau cũng không xấu hổ, đây là chụp ảnh một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi a. À. Một mực đứng ngoài quan sát Hoàng Sơn chân quân, đột nhiên đưa thay sờ sờ lồng ngực của mình tốt lo lắng. Bắc Hà Tán Nhân vừa rồi phong cách vẽ, đơn giản cùng nào đó lãng không có sai biệt. Ta đem ảnh chụp truyền cho Vũ Nhu Tử A, lệ chi tiên tử dứt lời, huy động màn hình, đem ảnh chụp gửi đi cho Vũ Nhu Tử. Tiếp đó, cũng liền mười mấy giây sau, trong đám các thành viên trên điện thoại di động truyền đến hệ thống nhắc nhở. Cha đã thiếu nợ ta hai cái đạo hiệu Vũ Nhu Tử tại quần cùng hưởng bên trong phát một đầu cầu văn tin tức. Tiêu đề, hiện tại là tống tiền bối hướng mọi người đưa ra hẹn hò sau ngày thứ hai ban đêm, bây giờ, hắn và ước hội đối tượng nhóm chính tập hợp một chỗ. Phía dưới phụ một chương, cửu châu nhất hào quần, nói chuyện phiếm ghi chép screenshot. Bá đao tống nhất, thế nào, ước không hẹn. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, ước ước ước. Tạo hóa pháp vương, ước ước ước. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ước ước ước. Lệ chi tiên tử, ước 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 các nhóm lớn đạo hiếu, ước ước ước. Đằng sau, lại phụ ba chương tập thể chiếu. Trong tấm ảnh, Tống Thư Hàng vị trí, vừa vặn ở vào đám người trung tâm. Tại trước mặt hắn, là ngồi hàng hàng mặt mỉm cười chư vị Mỹ mạo tiên tử. Tại hắn hai bên cùng sau lưng, là biểu lộ khác nhau, phong cách khác nhau xuất khí đạo trưởng, cư sĩ. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Phúc, Lệ Chi Tiên Tử. Đông phương lục tiên tử, cái này nói chuyện phím ghi chép screenshot không có pê qua sao? Hoàng Sơn chân quân sâu kín thở dài, không có P qua, bất quá vũ nhu tử tiểu hữu screenshot lúc không có đoạn toàn. Tâm thật mệt mỏi. Hắn hồi tưởng lại vũ nhu tử vừa ra nhập quần lúc bộ dáng, thời điểm đó vũ nhu tử cỡ nào chất phác đáng yêu, tại trong đám ngoài đầu lên lúc, cũng là nghiêm túc cùng trong đám tiền bối nghiên cứu, dược sư cải biên đan phương. Đi ra ngoài bên ngoài lúc, tìm không thấy đường, hội manh manh tại trong đám hướng các vị đạo hữu xin giúp đỡ. Nhưng lúc nào, vũ nhu tử phong cách vẽ hội lệch ra thành bộ dạng này. Có phải hay không gần nhất, linh điệp tôn giả bắt cuồng đao tam lãng đi linh điệp đảo quay phim nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào, cái này quần tập tục nhất định phải trị một chút. Hoàng Sơn chân quân đại nhất phất tay, hệ thống tin tức nhắc nhở, giảng pháp cha đã thiếu nợ ta hai cái đạo hiệu vũ nhu tử, đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cấm môn ba ngày vũ nhu tử bị giam phòng tối rất nhanh nàng vội vàng dùng phụ thân linh điệp tôn giả tài khoản thượng tuyến hoàng sơn trân quân hoàng sơn tiền bối dân nữ có oan muốn tố vừa rồi đem cái tin tức này phát đến trong đám không phải ta là tam lãng tiền bối ta vừa rồi chỉ là tại chỉnh lý ta tài liệu kho còn chưa kịp tới phát lên kết quả tam lãng tiền bối đột nhiên đưa tay tại điện thoại di động ta thượng chọc lấy một chút liền đem ta sửa sang lại tài liệu phát đến trong đám đi Tống Thư Hàng, quả nhiên vẫn là tam lãng nổi sao, bắc Hà Tán Nhân vỗ chán nói. Coi như đổi thành tứ lãng, tại gặp được tìm đường chết cơ hội lúc, hắn vẫn là hội khắc chế không được a. À. Diệt Phượng Công Tử cảm khái nói. Hoàng Sơn chân quân khóe miệng co giật, đại thủ lại vung lên, hệ thống tin tức nhắc nhở, giảng pháp cuồng đao tứ lãng đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cấm môn 3 ngày. Mỗi người các ba ngày, công bằng. Nhân, rất nhanh, vũ nhu tử, linh điệp tôn giả, cuồng đao tam lãng một đoàn người đuổi tới. Cuồng đao tam lãng nhìn chầm chầm vào tay của mình ngẩn người, hắn không thể tin được, rõ ràng đã đổi tên thành tứ lãng, lại còn sẽ nhịn không được tìm đường chết chi lực. Sắp 8 giờ, cửu châu nhất hào quần đạo hiếu, tại bỉ ngạn ma quân dẫn dắt đi, đi tới giang nam địa khu phụ cận một cái cự hình phòng thí nghiệm. Muốn ở chỗ này phá giải thiên kiếp đạn đạo sao? Hoàng Sơn chân Quân hỏi. Đúng vậy, Chúng ta hướng dưới nền đất đi, chân chính phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất. Bất quá, nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo trước, chúng ta còn cần tăng cường hạ phòng ngự mới là. Bỉ Ngạn Ma Quân trả lời, "Tốt chờ mong, thiên kiếp đạn đạo bảo tạc sẽ có bao lớn uy lực." Chương 1076, ngay tại nhà ta ăn đó ha. À? Tại Bỉ Ngạn Ma Quân thí nghiệm thật sâu dưới lòng đất, còn ẩn giấu đi một cái to lớn chống trải phòng thí nghiệm. Bất quá, cái này phòng thí nghiệm dưới đất bây giờ ở vào, nửa vứt bỏ, trạng thái, bên trong thiết bị tương đối cũ kỹ, nhìn có thời gian rất lâu không có sử dụng qua. Chủ yếu là theo khoa học kỹ thuật phát triển, thế giới dưới lòng đất cũng đang không ngừng bị khai phát. Sớm muộn có một ngày, loại này độ sâu phòng thí nghiệm cũng sẽ bị người bình thường phát giác. Cho nên, bị ngạn ma quân đã bắt đầu dần dần chuyển di bản thân một số dưới mặt đất thí nghiệm không gian cùng trong đó thiết bị. Còn mời am hiểu trận pháp đạo hữu nhóm giúp một chút, đem cái này phòng thí nghiệm phòng ngự trận pháp một lần nữa bố trí một chút. Bỉ ngạn ma quân nói. Linh điệp tôn giả, thất tu tôn giả, hoàng sơn chân quân, hàng hỏa chân quân mấy vị trận pháp đại năng gật đầu nói, bao trên người chúng ta đi. Thư hàng tiểu hữu thiên kiếp đạn đạo bạo tạc uy lực tại cấp bậc gì? Bỉ ngạn ma quân lại hỏi. Kiếp lôi đạn đạo, biến dị thiên kiếp, uy lực tại thất phẩm trình độ, là hiện đại hóa đạn đạo kỹ thuật cùng thiên kiếp uy lực kết hợp. Tống Thư Hàng đem lúc trước, xem xét bí pháp, giám định ra tới liên quan tới thiên kiếp đạn đạo uy lực thuật lại một lần. Thất phẩm trở lên uy lực, đã như vậy, Hoàng Sơn đạo hiếu, Hằng Hòa đạo hiếu, còn có Lạc Trần đạo hiếu, Cổ Hồ Quan đạo hiếu, các người mấy vị phụ trợ ta, ta đến khắc họa trọn vẹn thất phẩm cấp trận pháp, hẳn là đủ để ngăn trở thất phẩm thiên kiếp đạn đạo uy lực. Thất tu tôn giả nói vậy lão phu cùng mặt khác mấy vị đạo hiếu, khắc hòa hai bộ dự bị phòng ngự trận pháp, để phòng vạn nhất. Linh Điệp Tôn giả nói, thiên kiếp đạn đạo uy lực, chúng đạo hiếu thông qua, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh đều được chứng kiến, tuyệt đối không thể xem thường. Cho nên, ngoại trừ thất tu tôn giả bố trí chủ trận ngoài vòng pháp luật, còn cần phối hợp hai cái dự bị phòng ngự. Một khi bộ thứ nhất phòng ngự trận pháp chống đỡ không, thiên kiếp đạn đạo, uy lực, thứ hai bộ cùng thứ ba bộ có thể cấp tốc kích phát. Tại mấy vị lục phẩm chân quân phối hợp xuống, thất tu tôn giả cùng linh điệp tôn giả thật nhanh tại bỉ ngạn ma quân phòng thí nghiệm dưới đất bên trong khắc họa trận pháp phù văn. Một số không am hiểu trận pháp đạo hữu thì tại hai vị tôn giả an bài xuống, đứng ở trận pháp một loại nào đó, vì bộ này trận pháp rót vào linh lực. Tại chúng đạo hữu bận rộn khắc họa trận pháp đồng thời, dược sư cùng Giang Tử Yên rốt cục đuổi tới, hai người mười ngón đan sen mà đến, ngọt ngán nha. Rất nhanh ba bộ phòng ngự trận pháp cơ cấu hoàn thành giải quyết tiếp xuống đến phiên ngươi đăng tràng thư hàng tiểu hữu bắt đầu ngươi biểu diễn đi thất tu tôn giả nói tống thư hàng tiền bối ta chỉ là một cái công nhân bốc phát đúng thiên kiếp đạn đạo để chỗ nào bị ngãn ma quân liền thả trận pháp trung ương nhất liền tốt sau đó mọi người chúng ta có thể cộng đồng nghiên cứu kết cấu của nó thành tống thư hàng đưa tay vẫy một cái sau lưng hắn không gian bên trong tạo nên một trận gợn sóng, sau đó một cái thiên kiếp đạn đạo, đầu đạn, từ không gian bên trong chậm rãi gạt ra. Thiên kiếp đạn đạo vừa mới vừa hiện thân, trên đó mang theo độc thuộc về thiên kiếp, uy áp cảm giác, lan ra. Ở đây đạo hiếu, ngoại trừ thất tu tôn giả cùng linh điệp tôn giả có thể thích ứng loại trình độ này uy áp bên ngoài, cái khác đạo hiếu hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thiên kiếp uy áp ảnh hưởng, cảm giác toàn thân khó chịu. Tất cả mọi người xuyên thấu qua, Nhân Tiền Hiển Thánh thấy qua Thiên Kiếp Đạn Đạo dày đặc hướng phía Bạch Tôn giả phát động đánh nổ hình ảnh. Nhưng cách Nhân Tiền Hiển Thánh nhìn thấy hình ảnh và tự mình kinh lịch Thiên Kiếp Đạn Đạo uy áp, hoàn toàn là hai khái niệm. Thật xuất khí, Vũ Nhu tử nói khẽ. Bên người nàng Tô Thị A thập lục, ừm. Tống Tiền Bối hiện tại tư thế rất xuất khí, Vũ Nhu tử đối Tô Thị A thập lục giơ ngón tay cái lên nói, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc, dù là sau lưng có cái đạn đạo đầu đều nhanh muốn đụng vào cái ót. Tô Thị A thập lục. Rõ ràng có lẽ hẳn là một cái thật sự rất đẹp trai khí hình ảnh, nhưng đi qua vũ nhu tử giải thích phía sau phong cách vẽ thay đổi hoàn toàn cái dạng A. Nếu như cái này thiên kiếp đạn đạo thật sự như vũ nhu tử nói tới, oanh, một chút nổ tung ra, vậy liền thật thần tác. Cuồng đao tam lãng nhịn không được nói. Tam lãng bắc hà tán nhân khóe miệng co giật, ta luôn cảm giác ngươi thay đổi tuyến đường xưng là, tứ lãng, phía sau cả người trạng thái càng ngày càng không thích hợp, ý nghĩ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng rốt cuộc hoàn chỉnh đem cái viên kia, thiên kiếp đạn đạo, từ hạch tâm thế giới bên trong kéo đi ra. Lúc đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trực tiếp đem, thiên kiếp đạn đạo, từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Nhưng bởi vì cái đồ chơi này quá nguy hiểm, Tống Thư Hàng tại vận chuyển nó thời điểm, không khỏi lưu thêm cái tâm nhãn. Còn nữa, thiên kiếp đạn đạo, mặc dù trải qua biến dị, nhưng nó trên bản chất vẫn là thiên kiếp. Tống Thư Hàng có chút bận tâm, sự xuất hiện của nó có thể hay không bởi vì dẫn hạ tu sĩ thiên kiếp. Dù sao thất tu tôn giả cùng linh điệp tôn giả đều là sắp độ kiếp tu sĩ. Cũng may, thiên kiếp đạn đạo sau khi xuất hiện, cũng không có dẫn động thất tu tiền bối cùng linh điệp tiền bối thiên kiếp. Cái này đạn đạo tổng trường độ tại khoảng 7 mét, trên đó có tầng một tinh diệu phong ấn pháp thuật, là bạch tôn giả thủ bút. Cái này phong ấn thủ pháp, Bạch Đạo Hữu phong ấn thuật lại tinh tiến không ít a. Linh Điệp Tôn Giả nhìn qua cái này phong ấn thủ pháp phía sau thở dài, chỉ cần có thể đem phong ấn thuật tu luyện tới loại trình độ này, thất phẩm trở xuống thiên kiếp gần như không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thất tu tiền bối, linh điệp tiền bối, bị ngạn tiền bối, cần ta giải khai phong ấn phía trên giam cầm sao? Tống thư hàng hỏi, cuối cùng hắn lại nhắc nhở, bất quá hai vị tiền bối, thiên kiếp đạn đạo trên bản chất cũng là thiên kiếp hai vị trực tiếp đối mặt thiên kiếp, không quan hệ sao. Yên tâm đi, thất tu tôn giả cùng linh điệp tôn giả chăm miệng một lời. Hiển nhiên, hai vị tôn giả đều có thủ đoạn của chính mình. Bị ngãn ma quân, giải khai giam cầm phía sau trực tiếp liền sẽ bạo tạc sao. Hẳn là đi bởi vì bọn chúng chính là sắp lúc nổ, bị bạch tôn giả phong ấn. Phong ấn một khi giải khai, hẳn là sẽ trực tiếp nổ tung mới là. Tống Thư Hàng nói bị ngạn ma quân vậy thì tốt trước dẫn bạo một cái thử một chút hết thảy ba cái thiên kiếp đạn đạo cung cấp đám người nghiên cứu cái thứ nhất dùng để cảm ứng một chút uy lực cũng thành ngoại trừ thất tu tôn giả cùng linh điệp tôn giả bên ngoài cái khác đạo hữu lập tức lui lại đứng ở tầng thứ nhất phòng ngự bên ngoài kết giới hai vị tôn giả hiển nhiên muốn thử một lần thiên kiếp đạn đạo chính diện bạo tạc sau uy lực chuẩn bị xong chưa tống thư hàng nói bắt đầu đi thư hàng tiểu hữu Thất tu tôn giả mặt mỉm cười, bình tĩnh nói. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, bắt đầu dựa theo Bạch Tôn giả cho giải phong trình tự, giải trừ Thiên Kiếp Đạn Đạo Thượng Phong ấn. Mở, Tống thư hàng quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, Thiên Kiếp Đạn Đạo Thượng Phong ấn tiêu tán không thấy. Phong ấn vừa biến mất, Thiên Kiếp Đạn Đạo trong nháy mắt tiến vào nổ tung quá trình. Oanh, Thiên Kiếp Đạn Đạo nổ tung, kiếp lôi bên trong ẩn chứa kim kiếp, mộc kiếp, thủy kiếp, hỏa kiếp, thổ khiếp ngũ hành chi lực. Linh điệp tôn giả ngón tay hơi động một chút, ở bên cạnh hắn có từng cái thải điệp nhảy múa, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những này thải điệp thần thái khác nhau. Mặc dù cua cánh bướm, nhưng những này thải điệp có long khu, có phượng thân còn có đủ loại thần thoại tiên thú hình thái. Thất tu tôn giả một mặt ngưng trọng, tay phải hư nắm, ở bên cạnh hắn đạo ý hóa thành một chỉ to lớn hỏa phượng. Cong 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 cong, cong ông, thiên kiếp đạn đạo đang phát ra to lớn nổ vang tiếng sau chúng đạo hữu chờ đợi kịch liệt bạo tạc trùng kích nhưng không có tiến đến. Thiên kiếp đạn đạo tại bạo tạc trong nháy mắt, đột nhiên tiêu tán ra. Cuối cùng, hắn biến thành vô số đạo tinh thuần đến cực hạn linh lực, tràn ngập tại toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất. Đứng mũi chịu sao linh điệp tôn giả chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, bất kể là nhục thân, tinh thần lực, đều chiếm được một chút cường hóa. Nhưng đối với linh điệp tôn giả cảnh giới này tu sĩ tới nói, cho dù là một chút cường hóa, đều có thể bén nhạy cảm ứng ra tới. Hắn cảm giác được, bản thân so sánh với một khác bản thân cường đại một chút. Bên người thất thu tôn giả cũng là như thế, thể chất của hắn cùng tinh thần lực đồng dạng đạt được cường hóa, để hắn toàn thân thư sướng. Hai vị tôn giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nhân tiền hiển thánh trong trạng thái, thiên kiếp đạn đạo nổ tung lên phía sau uy lực lớn dọa người A. Lệ chi tiên tử hiếu kỳ nói chẳng lẽ cái này thiên kiếp đạn đạo đúng lúc là một cái ách đạn cái gì? Thiên kiếp đạn đạo cũng không phải chân chính đạn đạo, mà lại vừa rồi hắn rõ ràng đã nổ tung lên A. Cửu châu nhất hào quần, đạo hữu nhóm cũng là một mặt mộng bức. Mọi người tân tân khổ khổ bố trí xuống trận pháp phòng ngự, nhưng kết quả là, thiên kiếp đạn đạo lại chỉ để vào đóa pháo hoa. Đang lúc lúc này, thì la lị đột nhiên méo một chút đầu. Ai nha, thì lên tiếng kêu lên. Thế nào, Tại bên người nàng đông phương lục tiên tử hỏi. Đang khi nói chuyện, thì la lị đột nhiên giang hai tay ra, tại trong cơ thể nàng ngũ khiếu đều mở, một thân khí huyết chi lực nối thành một mảnh. Tai, mũi, khẩu, mắt tứ khiếu cùng tâm khiếu tương liên, hiện ra ngư dược long môn chi thế. Đây là một thanh tấn thăng nhị phẩm bình cảnh. Đạo này long môn, phóng qua về sau một thân khí huyết chi lực liền có thể từ vô hình hóa hữu hình, hóa hư làm thật, trở thành chân khí, đó chính là nhị phẩm cảnh giới. Tiểu gia hỏa ở chỗ này đột phá cảnh giới, lệ chi tiên tử cười nói, là vừa rồi thiên kiếp đạn đạo bạo tạc phía sau sinh ra cái kia đạo linh lực. Cái kia đạo linh lực có thể tăng cường tu sĩ tinh thần lực cùng thể chất. Lại vừa vặn trở thành tiểu gia hỏa thời cơ, lúc này, linh điệp tôn giả giọng ôn hòa truyền đến. Thất tu tôn giả thì nhìn qua bạo tạc hiện trường, như có điều suy nghĩ. Đang khi nói chuyện, thì trong miệng hét dài một tiếng. Trong cơ thể nàng khí huyết chi lực ngưng tụ, hóa hư làm thật, tại bản mệnh đan điền bên trong ngưng làm chân khí. Đơn giản như vậy đã đột phá? Bắc Hà tán nhân kinh ngạc nói, lệ chi tiên tử môn phái hậu bối, cũng là vị thiên tài a. À? Thì vốn là khoảng cách Dược Long môn, bình cảnh không xa, mà lại hôm nay nàng vừa ăn một bữa biệt tuyết tiên cơ tinh chế tiên hào, mặc dù lấy nàng thực lực, không thể ăn nhiều nhưng tăng thêm vừa rồi thiên kiếp đạn đạo biến thành tinh thuần linh lực trợ công tại dạng này song trọng trợ lực dưới nàng tùy tiện ở giữa đột phá dược long môn cửa ải cũng rất bình thường lệ chi tiên tử cười giới thiệu nói nhìn mình môn phái hậu bối đột phá cũng là rất vui vẻ sự vừa ăn xong biệt tuyết tiên cơ tinh chế tiên hào lúc nào bắc hà tán nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngay tại nhà ta a à, tống thư hàng nói ta đều hỏi các tiền bối nhiều lần hỏi các người có muốn ăn chút gì hay không bữa tối lấp lấp bao tử, nhưng các người đều không có ăn cơm dục vọng. Bắc Hà Tán Nhân, chương 1077, cần giúp một tay không? Ta hôm nay tâm tình không tệ. Bắc Hà Tán Nhân tâm tình, đột nhiên biến đặc biệt nặng nề. Giống như hắn tâm tình nặng nề, còn có mấy vị đạo hữu Ta nghĩ nói biệt tuyết tiên cơ tinh chế bữa tối, còn gì nữa không? Cuồng đao tam lãng hỏi, ta đột nhiên cảm giác có chút đói bụng. Tam Lãng nói ra rất nhiều đạo hữu tiếng lòng. Không có, bị chúng ta đã ăn xong. Lệ chi tiên tử cười ha ha. Lệ chi tiên tử, không còn là bạn. Bác Hà Tán Nhân yên lặng móc ra, thực tiên yến, thiếp mời, đột nhiên hốc mắt có chút ướt át. Bất quá, hiện tại muốn thảo luận trọng yếu nhất không phải cái đề tài này. Ăn mặc sinh hóa phục bỉ ngạn ma quân nghiêm túc nói, vì cái gì thiên kiếp đạn đạo nổ tung lên phía sau nhưng không có hình thành bạo tạc, mà là biến thành tinh thuần linh lực mà lại cái này linh lực vậy mà để ở đây tất cả tu sĩ thể chất cùng tinh thần lực đều tăng cường một số như thế phúc lợi vẫn là thiên kiếp sao có lẽ ta đã đoán một chút khả năng thất tu tôn giả thở dài có lẽ đêm nay chúng ta đều đi không linh điệp tôn giả cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thất tu tôn giả tiếp tục nói cái này thiên kiếp đạn đạo từ bị thư hàng tiểu hữu lấy ra đến mở ra phong ấn trước cũng không có vấn đề gì trên đó thiên kiếp cấp bậc uy áp cùng trong đó ẩn chứa lực phá hoại ta cùng linh điệp đạo hữu đều có thể cảm ứng đi ra nếu như hắn thật diện nổ tung lên tuyệt đối là thất phẩm cấp bậc lực phá hoại thậm chí càng càng mạnh linh điệp tôn giả nhẹ gật đầu nhưng là tại cái này thiên kiếp đạn đạo nổ tung trong nháy mắt hắn liền bị cải biến bạo tạc sinh ra lực phá hoại toàn bộ biến thành tinh thuần linh lực tán giật tại bốn phía loại tình huống này chỉ sợ đã dính đến pháp tắc nguyên lý thất tu tôn giả nói. Thất tu tiền bối, thông tục điểm giảng đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Thông tục điểm tới nói, cái này, thiên kiếp đạn đạo, có lẽ là chỉ có thể ở thiên kiếp thế giới, bên trong bạo tạc đồ vật. Nếu là hắn bị đưa vào đến hiện thế, tại pháp tắc tác dụng dưới, đem lực phá hoại chuyển hóa làm linh lực, tán giật ở thiên địa. Không cho hiện thế mang đến tổn thương, thất tu tôn giả nói. Tống Thư Hàng, không thể nào, hắn còn chuẩn bị mang cái trăm viên, thiên kiếp bom hydro, cùng ngàn viên, thiên kiếp bom nguyên tử, đối, không biết cái nào đêm trăng tròn hội hiện thân, bí đao thánh quân sử dụng hạt uy hiếp kỹ năng. Nhưng nếu như những thiên kiếp này đạn đạo, bom hydro, bom nguyên tử căn bản không thể tại hiện thế nổ tung lời nói. Cái này cùng lập tức sẽ định ngày hẹn địch nhân lúc, trong tay mình, thương, lại bị đổi thành, cao ngụy súng bắn nước là một cái đạo lý. Có lẽ chỉ là một cái ngoại lệ chúng ta có thể thử lại một cái. Lúc này, bỉ ngạn ma quân nói. Linh điệp tôn giả nói, lão phu cũng cảm giác có thể thử lại một cái nhìn xem, đến cùng là ngẫu nhiên, hay là thật có pháp tắc, chi lực tại ảnh hưởng. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, ngay trước chư vị tiền bối trước mặt, lần nữa triệu hồi ra một cái thiên kiếp đạn đạo. Cùng trước đó đồng giảng, hai vị tôn giả đối mặt thiên kiếp đạn đạo, đạo hữu khác đều tránh sang phòng ngự kết giới bên ngoài. Mở tống thư hàng lần nữa án lấy trình tự giải khai đạn đạo thượng bạch tiền bối lưu lại phong ấn pháp oanh tiếng nổ cực lớn lên nhưng là cùng thượng một đợt đồng dạng thiên kiếp đạn đạo tại dẫn bạo về sau đột nhiên uy lực nổ tung toàn bộ biến thành tinh thuần linh lực tán giật khắp cả dưới mặt đất không gian tinh thần lực cùng nhục thân lại ẩn ẩn tăng cường một điểm nhưng so với lần trước yếu đi rất nhiều linh điệp tôn giả nói chúng đạo hữu đồng dạng cảm giác nhục thân cùng tinh thần lực đạt được một chút cường hóa xem ra cái thiên kiếp này đạn đạo muốn tại hiện thế dẫn bạo là không thể nào sự trừ phi có thể đưa nó đem đến thiên kiếp thế giới đi thất tu tôn giả nói cuồng đao tam lãng đề nghị nếu không thử một chút chân thực huyến tượng chân thực huyến tượng chỉ là huyến tượng cụ hiện hóa hắn bản chất vẫn như cũ là tồn tại ở hiện thế cái này khái niệm bên trong cho nên vô dụng Linh điệp tôn giả lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Bị ngạn ma quân quỳ, thật vất vả tìm tới cái có thể bạo tạc vô cùng kịch liệt đồ vật, nhưng cái đồ chơi này tại hiện thế vậy mà bạo không nổi. Bạo tạc không nổi đạn đạo còn gọi đạn đạo sao? Nếu như không thể tại hiện thế dẫn bạo, cái kia đổi được vị diện khác, có thể sao? Hàng hỏa chân quân lên tiếng hỏi hắn nhớ tới nhau ra kim liên thế giới. Tống thư hàng thì nhớ tới bản thân, hạch tâm thế giới hắn cùng hằng hỏa chân quân nghĩ đến cùng một chỗ đi vị diện khác đoán chừng cũng bạo không được bởi vì chư thiên vạn giới bên trong ngoại trừ cửu u thế giới huyền thánh bên ngoài toàn bộ trong vũ trụ thất phẩm tôn giả tấn thăng bát phẩm huyền thánh lúc đều sẽ bị kéo vào đến thiên kiếp thế giới thất tu tôn giả đáp linh điệp tôn giả có lẽ tại cửu u thế giới có thể đưa nó dẫn bạo nhưng là đi cửu u thế giới quá nguy hiểm liền xem như thất tu cùng linh điệp tôn giả tùy tiện ở giữa cũng không muốn bước vào cửu u thế giới. Ở nơi đó, tu sĩ một thân thực lực 10 thành không phát huy ra năm thành, mà lại không chiếm được thiên địa linh lực bổ sung, lại được chống cự cử cửu u thế giới tà khí ảnh hưởng. Nếu không, chúng ta ngay tại cửu u biên giới dạo chơi, hướng nơi đó tắc một phát thiên kiếp đạn đạo, nổ xong liền đi. Cuồng đao tam lãng đề nghị. Hiện thế cùng cửu u thế giới ở giữa thường thường sẽ có một số không gian kẽ nứt, Tam Lãng nhớ kỹ thông huyền đại sư chấn thủ, kim cương động, chiếc giếng cổ kia, liền có thể kết nối cửu U. Sợ là sợ, chắc lần này thiên kiếp đạn đạo nhét vào phía sau chúng ta thì có đi không trở lại. Hoàng Sơn chân Quân trầm giọng nói. Cửu U thế giới cùng hiện thế khác biệt, hiện thế kinh lịch mấy lần đại kiếp phía sau huyền thánh cùng kiếp tiên cơ hồ rất ít lộ diện, bình thường nếu có thể nhìn thấy một cái còn sống tôn giả, đều cùng chúng sổ số đồng dạng. Nhưng cửu U thế giới bên trong, Nói không chừng liền sẽ gặp gỡ dạo phố cửu phẩm kiếp tiên cấp ma vật, cảm ứng được thiên kiếp đạn đạo, khí tức phía sau liền đi ra lộ cái mặt cái gì. Tống thư hàng trong lòng bắt đầu suy tính tới đến, muốn hay không tại bản thân hạch tâm thế giới, bên trong tìm một chỗ dẫn bạo một phát thiên kiếp đạn đạo nhìn xem. Trước đó không lâu, hắn hạch tâm thế giới dung hợp mấy khối, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, phía sau diện tích biến rất lớn. Bất quá, muốn áp dụng kế hoạch này tốt nhất kéo thất tu tiền bối hoặc linh điệp tiền bối cùng một chỗ, tại hắn hạch tâm thế giới một vị trí nào đó bố trí xuống phòng ngự trận pháp mới được. Mà lại, tại dẫn bạo trước đó, vẫn phải đem chính mình hạch tâm thế giới bên trong chất đầy đạn hạt nhân cho chuyển di ra ngoài, miễn cho toàn bộ bị dẫn bạo, cho cửu châu nhất hào quần các tiền bối mang đến tai họa ngập đầu. Đang lúc tống thư hàng suy tư thời khắc, đột nhiên, trong đầu hắn hiển hiện một thanh âm, uy, thư hàng, các ngươi tại buồn giàu cái gì không? thanh âm này là bạch tiền bối thanh âm. Bạch tiền bối đã có thể xuyên thấu qua thiên kiếp thế giới, trực tiếp hướng hắn truyền lại thanh âm. Không, người cái kia bạch tiền bối còn tại thiên kiếp thế giới này đây, ta là một cái khác. Bạch tiền bối thanh âm nói. Lại là bạch tiền bối tu. Chờ dưới, lại là độc tâm thuật. Lần này không phải độc tâm thuật, chỉ là đưa ngươi sóng não chuyển hóa một chút mà thôi. Cần giúp một tay không? Ta hôm nay tâm tình không tệ, Bạch Tiền Bối Tu nói, cho ta giảng một chuyện cười, liền giúp người bận bịu. Tống thư hàng nhãn tình sáng lên, cửu u thế giới thế nhưng là Bạch Tiền Bối Tu quê quán a. Chương 1078, Cổn khai. Mà lại, Bạch Tiền Bối Tu thân phận thế nhưng là cửu u thế giới giang bà tử một trong, hắn nếu chịu ra tay giúp đỡ, đây tuyệt đối là lão tư cơ lái xe, ổn. Nhưng là Bạch Tiền Bối Tu lại muốn nghe trò cười Tống thư hàng nghĩ lại bản thân trước đó không lâu nhìn qua rất nhiều trò cười bây giờ trở về nhớ tới lại không có một cái cảm giác buồn cười đổi mới nhanh nhất không có cách theo mọi người cười điểm càng ngày càng cao phổ thông ngắn trò cười đã rất khó để cho người ta thoải mái cười một tiếng có chút trò cười cười qua một lần sau lại quay đầu suy nghĩ hắn liền sẽ phát hiện hắn đã không cười nổi có đôi khi cười điểm cao cũng là kiện rất thống khổ sự tình bạch tiền bối ngươi chờ một chút Tống Thư Hàng trong đầu đáp lại nói, hôm nay ta nhất định có thể tìm ra một cái để cho người ta thoải mái cười một tiếng trò cười tới. Hôm nay cùng dĩ vãng khác biệt, hôm nay cửu châu nhất hào quần, nhiều như vậy tiền bối đều ở đây, nhiều người chính là lực lượng, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn chen không ra một cái để bạch tiền bối tu vui cười một chút trò cười. Tốt, cho người thời gian chuẩn bị, bạch tiền bối tu hôm nay tâm tình quả nhiên rất không tệ, không có cho Tống Thư Hàng bất kỳ hạn chế. Lúc này, nơi đó hạ trong phòng thí nghiệm. Cửu châu nhất hào quần, các thành viên một mặt phiền muộn, lúc này, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, chư vị tiền bối, các người ai có kinh điển trò cười, cho ta tới một cái chứ sao. Linh Điệp Tôn Giả, Thất tu Tôn Giả, Hoàng Sơn chân Quân, Tô Thị A Thập Lục Hiếu kỳ hỏi, Thư Hàng, vì cái gì đột nhiên muốn cười lời nói. Vừa lấy được một vị cửu u lão tư cơ A không, là vị kia tất tất tất. Lại tới. Dù sao là vị kia siêu cấp đại năng tin tức, hắn nói có biện pháp trợ giúp chúng ta. Nhưng là, cần một cái có thể làm cho hắn thoải mái cười một tiếng trò cười vì thù lao. Các tiền bối, mau tới chuyện tiếu lâm, Tống Thư Hàng nói. Là vị kia đại tiền bối, nếu như là vị tiền bối kia, có lẽ thật đúng là có thể giúp chúng ta một tay. Hàng hỏa chân quân minh ngộ tới, lúc trước Tống Thư Hàng trợ giúp nhau ra đoạt lại, kim liên thế giới, quyền khống chế thời điểm thì có vị kia không cách nào nói ra đạo hiệu tiền bối âm thầm tương trợ. Muốn cái gì loại hình trò cười? Lệ chi tiên tử hỏi. Chỉ cần có đủ thú, là được, dù sao nếu như mà có, cùng ta nói một chút. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A thập lục, ta lên mạng tìm xem nhìn. Cuồng đao tam lãng, ta ngược lại nhớ kỹ không ít có thú tiết mục ngắn. Bất quá, những cái kia tiết mục ngắn có chút lệch 18 cộng. Tam lãng tiền bối, loại này vẫn là từ bỏ, Tống Thư Hàng liên tục phất tay, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng bản thân hướng bạch tiền bối tu giảng 18 cộng trò cười tràng diện. Vạn nhất làm phát bực bạch tiền bối tu, thưởng hắn một phát, diệt thần pháo, liền không dễ chơi. Hoàng Sơn chân Quân, hừng, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ thật lâu trước trải qua một việc. Khi đó, ta vẫn chỉ là một vị tứ phẩm tu sĩ. Trước kia, ta cùng trong đám đạo hữu đều nói qua, bất quá thư hàng tiểu hữu khả năng chưa từng nghe qua. Tiếp đó, Hoàng Sơn chân quân bắt đầu êm tai nói: Đó là cực kỳ lâu trước chuyện, lúc tuổi còn trẻ ta cùng phần lớn đạo hữu đồng dạng tại tứ phẩm cảnh giới sau liền xuống núi bắt đầu sông sáo thế giới. Một ngày nào đó Thái Sơn có một vị lục phẩm chân quân tiền bối khai đàn giảng pháp, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nghe pháp. Lúc đó đi nghe vị tiền bối kia khai đàn giảng pháp rất nhiều người, toàn bộ trong pháp tràn tràn đầy đến từ các phe tu sĩ. Vừa xuống núi sông sáo tu chân giới ta nhìn thấy chàng diện kia, cảm giác rất mừng rỡ. Ta cũng đẩy ra đạo trường một cái góc nào đó, chuẩn bị yên lặng chờ vị kia lục phẩm chân quân mở màn giảng pháp. Coi ta thật vất vả chen đến một cái vị trí thích hợp phía sau quay đầu nhìn về bên cạnh. Chỉ thấy bên cạnh ta vị trí, có một vị dáng người thon dài tuổi trẻ đạo nhân dựa trụ mà đứng, hắn đồng dạng tứ phẩm cảnh giới, khí chất xuất chúng. Ta thấy thế, không tự chủ được hướng hắn lên tiếng chào nói, tại hạ Hoàng Sơn đạo nhân, mới vừa vào tứ phẩm không lâu, xin hỏi đạo hữu đạo hiệu. vị kia đạo hữu đột nhiên dừng một chút, đột nhiên mở miệng nói, lăn đi. lúc đó ta cảm giác đặc biệt lúng túng, mới ra đời ta, lần thứ nhất thật sâu thể nghiệm được tu sĩ giới băng lãnh. thế là cả chàng Thái Sơn giảng pháp từ đầu tới đuôi, ta không có lại cùng hắn nói qua một câu. về sau ta khắc khổ tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới. về sau lại có một ngày. Ta tại cái nào đó tu chân chợ thượng mua vật liệu lúc, vậy mà lại gặp được cái kia khí chất xuất chúng tuổi trẻ đạo nhân, lúc ấy chỗ hắn tại tứ phẩm đỉnh phong, khoảng cách ngũ phẩm còn kém một bước khoảng cách, tu vi không bằng khi đó ta. Chẳng biết tại sao, lần nữa nhìn thấy hắn lúc, ta đột nhiên trở về nhớ tới năm đó Thái Sơn giảng pháp lúc, đối phương thanh âm lạnh lùng, "Lăn đi." Trong nội tâm của ta có một thanh một ngạt, không nhả ra không thoải mái. Thế là ta âm thầm cùng sau lưng hắn rời đi tu chân thì tu phía sau tìm cái không ai địa phương đem hắn đánh một trận thật đau giảng đến nơi đây lúc hoàng sơn chân quân dừng một chút trên mặt có vẻ xấu hổ tống thư hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cố sự này không có gì tốt cười địa phương a à. đánh đau hắn dừng lại phía sau ta hỏi hắn còn nhớ hay không cho ta hắn nói nhớ kỹ người gọi hoàng sơn đạo nhân ta không nghĩ tới hắn lại còn nhớ kỹ đạo hiệu của ta cho nên hơi sững sờ Lúc này, khóe miệng của hắn run rẩy nói, ta gọi, cổn khai cư sĩ, đạo hiệu liền gọi cổn khai, lăn đi. Phốc tống thư hàng nhịn không được cười ra tiếng, sau đó thì sao? Về sau sự cũng không nhắc lại, dù sao vì xin lỗi ta thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn. Hoàng Sơn chân quân cười khan một tiếng. Lệ chi tiên tử, may mắn đạo hiệu của ta chỉ là, lệ chi, sẽ không ở nhận biết Hoàng Sơn tiền bối sau một ngày nào đó, bị hắn không hiểu thấu rút dừng lại may mắn đạo hiệu của ta chỉ là Bắc Hà, không có cho Hoàng Sơn tiền bối bắt lấy đánh một trận cơ hội. Bắc Hà tán nhân nói bổ sung, cuồng đao tam lãng, may mắn đạo hiệu của ta chỉ là tam lãng, sẽ không không hiểu thấu báo ra đạo hiệu sau liền bị người đánh. Không, tam lãng tiền bối người khác biệt, đạo hiệu của ngươi hiện tại đường đường chính chính báo ra đến, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị người đánh. Tống Thư Hàng nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Cuồng đao tam lãng, Kỳ thật chúng ta trong đám mọi người đạo hiệu vẫn là rất bình thường trước kia. Hoàng Sơn Trân Quân nói được nửa câu lúc, ngạnh sinh sinh đổi giọng. Bởi vì gần nhất, trong đám đạo hiệu phong cách vẽ cũng rất không bình thường thất cá đạo hào tống thư hàng, cùng tương lai khả năng có 365 cộng một đạo hiệu vũ nhu tử. Cái chuyện cười này thành sao? Hoàng Sơn Trân Quân hỏi. Đợi chút nữa. Tống Thư Hàng lại tại trong đầu liên hệ Bạch Tiền Bối Tu, Bạch Tiền Bối, có ở đó hay không? có nghe hay không đến Hoàng Sơn chân quân trò cười. Nghe xong, Bạch Tiền bối tu nói. Thú vị sao, hài lòng không, Tống Thư Hàng hỏi. Nếu như mắc điểm là 100 điểm, cố sự này miễn cưỡng có 54 phân. Bất quá, xem ở người đây là lần thứ nhất đạt được một cái tiếp cận đạt tiêu chuẩn điểm số, ta liền cho ngươi ra 6 điểm, đụng cái 60 phân, tính ngươi hợp cách đi. Bạch Tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, vậy kính xin bạch tiền bối giúp bọn ta một chút sức lực, đưa chúng ta đi cửu u đi. đến đó làm gì? bạch tiền bối tu nghi hoặc hỏi ngược lại. a, à, tiền bối ngươi không phải nói có biện pháp giúp chúng ta giải quyết vấn đề sao? tống thư hàng hỏi ngược lại. đúng vậy a, à, ta có biện pháp trợ giúp các ngươi, nhưng cũng không phải là muốn đưa các ngươi tiến cửu u. nơi đó hiện tại là quả cầu kim loại địa bàn, ta còn bị phong ấn tại tà liên thế giới, bên trong ngủ đây. bạch tiền bối tu đáp vậy chúng ta muốn đi đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Chủ thế giới có để chư thiên vạn giới người tu luyện độ kiếp, thiên kiếp thế giới, cửu u thế giới tự nhiên cũng có tương ứng địa phương. Mà lại, xảo vô cùng, lập tức liền có một vị thất phẩm cấp thụ ô nhiễm giả, muốn đi vào, ma kiếp thế giới. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chờ vị kia thụ ô nhiễm giả tiến vào, ma kiếp thế giới, trong nháy mắt, ta mở cửa sau, đem bọn ngươi làm đi vào. Sau đó, các người cách này cái thụ ô nhiễm giả xa một chút, đi thí nghiệm, thiên kiếp đạn đạo, uy lực. Thí nghiệm xong phía sau ta liền đem các ngươi lôi ra tới. Bạch tiền bối tu nói. Dạng này cũng có thể. Tống thư hàng trừng to mắt. Ta nói thế nào cũng là cửu u thế giới chấp trưởng giả có được hay không. Mở cửa sau năng lực vẫn phải có. Bạch tiền bối tu nói. Nhưng là, tại cái kia, ma kiếp thế giới, bên trong, chúng ta không có sao chứ sẽ không bị cuốn vào ma kiếp bên trong loại hình a. Tống thư hàng còn có chút không yên lòng nói, bởi vì thượng một chuyến thiên kiếp thế giới, chuyến đi kém chút hố chết hắn. Nếu không phải vì kia cái gì đều có thể bán kịp thời tới cửa phục vụ, hắn nói không chừng đã tại thiên kiếp hạ hóa thành cặn bã. Yên tâm đi, có ta tự mình xuất thủ, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ muốn các người bản thân không tìm đường chết cùng vị kia độ, ma kiếp, thất phẩm thụ ô nhiễm giả tiếp xúc, liền sẽ không có vấn đề. Bạch tiền bối tu bảo đảm nói. Có bạch tiền bối tu cam đoan phía sau tống thư hàng mới thoáng yên tâm một số. Chờ một chút, cái kia tiến vào, ma kiếp thế giới, phía sau ta hạch tâm thế giới có thể mở ra sao? Tống thư hàng lại hỏi. Thiên kiếp đạn đạo đều đặt ở hạch tâm thế giới bên trong, nếu như giống tiến vào thiên kiếp thế giới như thế hạch tâm thế giới trực tiếp bị che đậy, vậy hắn liền phải sớm đem thiên kiếp đạn đạo lấy ra mới được. Yên tâm đi, có ta làm trung chuyển, không có vấn đề. Bạch tiền bối tu nói, cái kia, liên quan tới, ma kiếp thế giới, sự tình, ta năm hòa cửu châu nhất hào quần các tiền bối lộ ra sao? Tống thư hàng hỏi, tùy ngươi, bạch tiền bối tu không thèm để ý chút nào nói. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, tất cả mọi người nhìn qua nhắm mắt trạng thái tống thư hàng, biết hắn đang cùng một vị siêu cường cấp đại năng đối thoại. Không biết được vị kia đại năng đối với Hoàng Sơn chân quân chuyện lý thú hài lòng hay không? Lúc này, Tống Thư Hàng mở to mắt, xong rồi. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Thất tu tôn giả hỏi. Mọi người tận lực gom lại cùng một chỗ, một hồi vị kia cửu u lão tư cơ hội trực tiếp thương lượng cửa sau đem chúng ta đưa vào đến có thể thí nghiệm thiên kiếp đạn đạo địa phương. Tống Thư Hàng nói, bất quá một hồi chúng ta địa phương muốn đi không phải cửu U, mà là cái cùng thiên kiếp thế giới, không sai biệt lắm thế giới. Cho nên, mọi người chú ý an toàn, tuyệt đối không nên tìm đường chết đi đón sở vì kia sắp độ kiếp thất phẩm tà ma, miễn cho bị cuốn vào ma kiếp bên trong. Đang lúc Tống Thư Hàng đang khi nói chuyện, Hoàng Sơn Trân Quân đột nhiên lấy điện thoại di động ra, mở ra xem xét. Vừa rồi, huyền nữ môn vân tước tử đột nhiên nói nàng muốn độ kiếp rồi nhưng là độ không phải thiên kiếp, tựa hồ là cửu u thế giới ma kiếp, nàng bị triệt để ô nhiễm. Hoàng Sơn Trân Quân nói, thật là đúng dịp, chương 1079, tử đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn. Tống Thư Hàng, hắn nhớ tới vừa rồi bạch tiền bối tu nói liên quan tới ma kiếp thế giới, nội dung cụ thể có một cái thất phẩm thụ ô nhiễm giả muốn đi vào, ma kiếp thế giới, đi độ kiếp, hắn vừa vặn thừa cơ mở cửa sau. Sau đó, lại liên tưởng vị này phát tới tin tức cửu châu nhất hào quần chơi thoát nhân viên quản lý huyền nữ môn vân tước tử tiền bối xào cọng lông vân tước tử tiền bối đang nghiên cứu ma hóa lão thử thời điểm chơi thoát bị cửu u tà năng ô nhiễm hơn nữa còn không phải phổ thông cửu u tà năng ấn chính nàng đoán chừng ô nhiễm năng lượng của nàng ít nhất là trường sinh giả cấp bậc hiện tại nàng lại phát tới tin tức nói muốn đi độ ma kiếp tống thư hàng 99% có thể khẳng định sắp độ ma kiếp, thụ ô nhiễm giả, chính là huyền nữ môn vân tước tử không thể nghi ngờ. Nói cách khác, lúc này vân tước tử tiền bối thân thể, đã hoàn toàn ma hóa, trở thành cửu u tà ma một viên. Nhưng cùng cửu u tà ma khác biệt chính là, ý chí của nàng còn rất rõ ràng, hoàn toàn không nhận cửu u thế giới quấy nhiễu ở điểm này. Tình trạng của nàng ngược lại là cùng tống thư hàng nhận biết chuột hamster tà ma có chút tương tự. Nhưng chuột hamster tà ma là bởi vì thân phận đặc thù, hắn là bạch tiền bối tu sủng vật, nhận cửu u chúa tể giả ý chí che chở, mới có thể khỏi bị cửu u thế giới hỗn loạn quấy nhiễu. Huyền nữ môn vân tước tử tại thân thể triệt đề, tà ma hóa, phía sau lại còn có thể lên lưới nói chuyện phiếm, ý chí tựa hồ còn rất thanh tịnh Trong lúc đang suy tư, Hoàng Sơn chân quân trên màn hình điện thoại di động lại là một trận nhảy lên. Là huyền nữ môn vân tước tử phát một chuỗi ảnh chụp. Độ kiếp trước, ta để tuyết lang đạo hiếu cho ta vỗ một chuỗi mỹ chiếu, hiện tại cái trạng thái này ta, đơn giản mỹ đến bạo tạc. Cuồng đao tứ lãng, chờ ta độ kiếp xong, lại đi tìm ngươi. Huyền nữ môn vân tước tử nói. Lúc này, trong tấm ảnh huyền nữ môn vân tước tử cả người làn da đều biến thành ám tử sắc, trên đó quấn quanh lấy nồng đậm tan không ra cửu u tà năng ma khí. Bất quá, ngoại trừ toàn thân làn da nhiễm lên màu tím bên ngoài, vân tước tử tiền bối cũng không có biến hóa khác. Nàng mái tóc dài màu xanh lam kia vừa dài lại mật, vẫn như cũng như áo choàng đồng dạng vẩy vào sau lưng, đồng dạng màu lam lông mi rất là dễ thấy. Cùng ta tưởng tượng đồng dạng, toàn thân làn da đều biến tím sau ta, nhìn nhiều hơn một loại yêu mị mỹ cảm. Huyền nữ môn vân tước tử tiếp tục nói. Cuồng đao tứ lãng. Tốt, không nói nhiều. Ta cái này đi độ ma kiếp. Hy vọng ta có thể còn sống trở về. Các vị đạo hiếu, chúng ta bát phẩm gặp. Huyền nữ môn vân tước tử lên tiếng nói sau khi nói xong, nàng tựu lo cao đây. Thư hàng tiểu hữu chúng ta một hồi muốn đi vào, mà kiếp thế giới có thể hay không chính là. Bác Hà Tán Nhân nhìn về phía tống thư hàng. Thật là đúng dịp. Chuẩn bị xong chưa, đối phương muốn chuẩn bị tiến vào, mà kiếp thế giới. Lúc này, bạch tiền bối tu thanh âm tại tống thư hàng trong đầu hiển hiện. Lập tức liền tốt, tống thư hàng nói. Sau đó, hắn đối cửu châu nhất hào quần, thành viên nói ta nghĩ hẳn là không kém vân tước tử tiền bối vừa nói muốn độ kiếp chúng ta bên này cửa sau cũng lập tức sẽ mở tóm lại không có thời gian các tiền bối có muốn cùng đi hay không một chuyến ma kiếp thế giới cùng đi tô thị a thập lục cười nói lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền lão phu tự nhiên là muốn đi linh điệp tôn giả cười nói ta cũng thế thất tu tôn giả đáp loại chuyện này làm sao ít ta vũ nhu tử vui vẻ nói ở đây cửu châu nhất hào quần đạo hiếu, thi, tước yêu tiểu thải cùng bỉ ngãn ma quân, không có người cự tuyệt. Nguyên bản có mấy vị ca tính khá là cẩn thận đạo hiếu, còn tại nghiêm túc lo lắng lấy muốn hay không đi chỗ đó hung hiểm, ma kiếp thế giới, nhưng nhìn thấy cửu châu nhất hào quần, bên trong các đạo hiếu, một cái tiếp một cái đều biểu thị muốn đi lúc, mấy vị này đạo hiếu cắn răng một cái, liều mình bồi quân tử. Như vậy, chúng ta lên đường đi, Tống Thư Hàng nói chỉ cần hắn hạch tâm thế giới không ra vấn đề một khi gặp gỡ nguy hiểm, còn có thể trực tiếp đem Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu kéo đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Đồng thời, trong tay hắn còn có cái kia đỉnh, Bình Thiên Quan tại. Mặc dù Bình Thiên Quan bên trong công đức chi lực còn không có khôi phục, nhưng để công đức xà mỹ nhân đeo lên, hẳn là còn có thể bạo phát một đợt. Đi lên, lúc này, Bạch Tiền Bối tu thanh âm tại Tống thư hàng bên tai vang lên. Sau một khắc, phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tất cả thành viên, chỉ cảm thấy thân hình bị một đạo lực vô hình nhiếp lên sau đó, một loại rất không ổn cảm giác dâng lên. Loại cảm giác này, phảng phất như là đem người nhét vào trong giỏ quần áo điên cuồng xoay tròn, sau đó lại bị nhét vào mì sợi đẻ ép cơ bên trong, bị chen trưởng thành điều trạng. Loại này hỏng bét cảm giác kéo dài trọn vẹn hơn 20 giây sau, mọi người mới khôi phục bình thường. Ông trời của ta, ta kém chút cho là mình muốn chết rơi mất bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không mì sợi bộ dáng cuồng đao tam lãng nói ta cảm giác mình bị xoay thành bánh quai trèo bắc hà tán nhân cười khổ nói các ngươi cũng còn tốt ta cảm giác mình bị đánh thành nơ con bướm mà lại là một cái kết liên lấy một cái kết lệ chi tiên tử vuốt vuốt mặt mình cảm giác này hưởng qua một lần phía sau liền không muốn lại từng lần thứ hai không có cách dù sao cũng là thương lượng cửa sau tiến vào hoàng sơn chân quân thở dài sau đó quay đầu chung quanh, nơi này chính là ma kiếp thế giới sao. Cùng thiên kiếp thế giới, tựa hồ có chút khác biệt, ma kiếp thế giới bên trong một mảnh thánh khiết quang minh nhưng loại này thánh khiết quang minh thuộc tính, đối cử U Tà Ma tới nói chính là ghét nhất năng lượng thuộc tính. Có nhìn thấy huyền nữ môn vân tước tử đạo hữu sao? Thất tu tôn giả hỏi. Bạch Hạc chân Quân đưa mắt nhìn về phía bốn phía nhìn một vòng, không có phát hiện có lẽ cách chúng ta rất xa đi, mà kiếp thế giới cùng thiên kiếp thế giới nếu là tương tự địa phương, vậy nó diện tích nhất định cũng là cực lớn. Thậm chí khả năng một cái ma kiếp thế giới thì có toàn bộ hoa hạ bản đồ lớn như vậy. Bọn hắn thông qua cửa sau vụng trộm tiến đến, khả năng cùng Huyền nữ Môn Vân Tước Tử cách hơn mấy trăm thậm chí là mấy ngàn cây số xa, không thể lập tức phát hiện Huyền nữ Môn Vân Tước Tử cũng rất bình thường. Chính chúng ta nhân số chính xác sao? Không ít người a, à? Tống thư hàng hỏi. Đều tại Hoàng Sơn chân quân đáp, làm chủ nhóm, hắn sau khi đi vào chuyện thứ nhất chính là kiểm kê nhân số. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, bạch tiền bối tu tự mình xuất thủ, quả nhiên đáng tin. Lệ chi tiên tử hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo, vẫn là đi trước tìm xem, huyền nữ môn vân tước tử tiền bối. Không sao, hai chuyện có thể đồng thời tiến hành. Linh điệp tôn giả mỉm cười, hắn vẫy tay, lại là một mảnh thải điệp từ trên người hắn biến ảo mà ra. Những này thải điệp vô cánh, hướng, ma kiếp thế giới, các nơi bay đi đây là một loại cường lực trinh sát pháp thuật, trinh sát phạm vi cực lớn. Gặp linh điệp tôn giả xuất thủ phía sau thất tu tôn giả, hoàng sơn chân quân, hằng hỏa chân quân chờ tiền bối cũng nhao nhao tế ra thuộc về mình trinh sát thủ đoạn. Hoặc là trinh sát hình dáng khôi lỗi, hoặc là cỡ nhỏ trinh sát phi hành khí, hoặc là một tờ kinh văn đông đảo trinh sát thủ đoạn thả ra ngoài, dùng để tìm kiếm ở cái này, ma kiếp thế giới, bên trong độ kiếp tà ma, để xác định độ kiếp chính là không phải huyền nữ môn vân tước tử. Bất quá, coi như tìm tới huyền nữ môn vân tước tử, ở đây chúng đạo hiếu cũng không thể tùy ý nhúng tay, miễn cho để ma kiếp uy lực tăng cường. Tiếp đó, chúng ta muốn hay không một lần nữa bày trận. Tống Thư Hàng hỏi, thiên kiếp đạn đạo là thất phẩm cộng uy lực, không có trận pháp phòng ngự, cửu châu nhất hào quần đạo hiếu, đại bộ phận đều rất khó chống cự xuống tới. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối tu thanh âm tại tống thư hàng bên tai vang lên, không cần bày trận phòng ngự, quá lãng phí thời gian. Hôm nay ta tâm tình tốt, tốt người làm đến cùng. Người một mực dẫn bạo thiên kiếp đạn đạo, ta che chở các ngươi, cam đoan các ngươi có thể trình độ lớn nhất cảm thụ, thiên kiếp đạn đạo, uy lực, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tống thư hàng nhãn tình sáng lên, cái kia Bạch Tiền bối ngươi lại muốn nghe chê cười sao? Liền ngươi những cái kia trò cười, ta nghe căn bản không cười nổi. So với lúc trước trên người ngươi cái kia thông nương giảng trò cười còn yếu. Được rồi, hôm nay không nên cười lời nói, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình, lần sau có gì vui sự tình hoặc đồ vật nhớ kỹ chia sẻ cho ta là được." Bạch Tiền bối tu nói. "Không có vấn đề." Tống thư hàng nhanh chóng đáp bạch tiền bối tu, gọi cần phòng ngự thành viên vây quanh ngươi đứng ngay ngắn, ta cho các ngươi ra quần thể trạng thái. Kết thúc cùng bạch tiền bối tu trò chuyện phía sau tống thư hàng vội vàng hướng chúng nhân nói, bầy trận không cần phải gấp gáp, vừa rồi ta nhận được tin tức, bởi vì thời gian có hạn, cho nên vị kia sẽ cho chúng ta ra quần thể trạng thái, tại cảm thụ thiên kiếp đạn đạo, uy lực đồng thời, lại có thể tránh cho thiên kiếp đạn đạo tổn thương. Cho nên, cần phòng ngự mọi người, vây quanh ta đứng vững như thế rất tốt, Hoàng Sơn Trân Quân nói. Về sau, ngoại trừ thất tu tôn giả, linh điệp tôn giả bên ngoài, thành viên khác vây quanh tống thư hàng đứng thành một vòng. Không biết bạch tiền bối tu quần thể trạng thái lại là cái gì bộ dáng. Trong lúc đang suy tư, trong hư không có một con trắng noãn bàn tay hiển hiện, cái bàn tay này thật nhanh sao động lấy, sau đó từ đó bay ra một cái hình tròn bát quái trận, rơi vào tống thư hàng trên đỉnh đầu, đem tất cả quần thành viên bao khỏa bát quái trận bên trên, khắc họa lấy một chuỗi viễn cổ văn tự, rất là cao đại thượng. Đồng thời, những này viễn cổ văn tự tự mang, phiên dịch, hiệu quả. Tống Thư Hàng nhìn qua cái kia một chuỗi viễn cổ văn tự tử đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn. Đây là cái gì quỷ quần thể trạng thái? Cái này khóa máu bất tử trạng thái là cái gì, hách sao? Trong lúc đang suy tư, cái kia to lớn bát quái lại vỡ thành vô số cái nho nhỏ bát quái, rơi vào tống thư hàng chung quanh mỗi người trên thân. Thành, đừng lãng phí thời gian, tế ra ngươi, thiên kiếp đạn đạo, nổ đi. Có ta thêm trạng thái, cam đoan các ngươi liền sợi lông cũng sẽ không rơi. Bạch tiền bối tu nói. Tống thư hàng, như vậy là được rồi sao? Hoàng Sơn chân quân nhìn qua trước người hiển hiện tiểu bát quái trận, trong lòng luôn cảm giác có chút không nỡ. Thư hàng tiểu hữu phóng thích thiên kiếp đạn đạo đi. Thất tu tôn giả khẽ mỉm cười nói, tin tưởng vị kia đi. Đồng thời, linh điệp tôn giả cũng quay đầu mỉm cười. Thiên kiếp đạn đạo chỉ là thất phẩm cộng uy lực, mà linh điệp cùng thất tu đều là thất phẩm tôn giả đỉnh phong thực lực. Coi như cái này tiểu bát quái không có hiệu quả, linh điệp cùng thất tu tôn giả hai người liên thủ, cũng đủ để bảo vệ trong đám đạo hữu. Tống thư hàng minh bạch hai vị tôn giả ý tứ, hắn tế ra một cái thiên kiếp đạn đạo ấn trình tự đem thượng phong ấn giải khai. Oanh! Thiên kiếp đạn đạo nổ tung lên, lần này không còn là pháo hoa, uy lực nổ tung tập cuốn tới. chương 1080, nổ xong liền đi miễn cho gây nên ngoài ý muốn. Linh điệp tôn giả cùng thất tu tôn giả đồng thời xuất thủ, bảo vệ bản thân quanh thân chỗ yếu, sau đó trình độ lớn nhất thể nghiệm, thiên kiếp đạn đạo, ở bên người nổ tung lên cảm thụ, tinh tế thể nghiệm uy lực của nó cùng tổn thương phương thức. Có cái này một đợt kinh nghiệm phía sau đối bọn hắn tiếp xuống ứng đối, 7 tấn 8 thiên kiếp vô cùng có trợ giúp. Hai vị tôn giả liền như là sóng biển bên trong đá ngầm, tại bạo tạc trung tâm nhất, lại sừng sững không ngã. Đồng thời, hai vị tôn giả còn phân ra một bộ phận tâm thần chú ý sau lưng đạo hữu. Một khi đạo hữu gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng tốt kịp thời ra tay giúp đạo hữu ngăn lại uy lực nổ tung. Rầm rầm rầm, thiên kiếp đạn đạo uy lực nổ tung nổ qua hai vị tôn giả sau trong nháy mắt, lại nhanh chóng đem cửu châu nhất hào quần, đạo hữu cuốn vào trong bạo tạc. Đối mặt uy lực nổ tung, tất cả mọi người cơ hồ là vô ý thức liền đi kích phát tự thân, phòng ngự thủ đoạn. Đối với tu sĩ tới nói, trong nháy mắt kích phát phòng ngự là một loại bản năng. Tự cùng người bình thường con mắt nhìn thấy có cái gì hướng con mắt bay tới lúc, hội trong nháy mắt chớp mắt đồng dạng. Chỉ là, khi mọi người kích hoạt phòng ngự lúc, lại phát hiện tự thân phòng ngự không có mở ra tại tất cả mọi người một mặt mộng bước bên trong, thiên kiếp đạn đạo bảo tạc đem tất cả mọi người thôn phệ. A a a a cửu châu nhất hào quần thành viên cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, hãy cùng đại hợp sướng đồng dạng chỉnh tề. Linh điệp tôn giả cùng thất tu tôn giả nghi hoặc ngắm nhìn đạo hiểu. Lấy hai người bọn họ thì giác góc độ có thể nhìn thấy, khi uy lực nổ tung quấn lấy các đạo hữu thời điểm, các đạo hữu trên người tiểu bát quái trận liền tản mát ra tầng một quang mang, đem tất cả mọi người bao quanh bảo hộ, uy lực nổ tung không có thương tổn đến các đạo hữu một sợi lông. Nhưng các đạo hữu kêu thảm không giống như là kêu sợ hãi, ngược lại giống như là chân thực đã nhận lấy bạo tạc tổn thương. Hai vị tôn giả đoán không lầm, bảo hộ đám người cái kia tử đấu khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn có thể bảo hộ chúng đạo hữu tại bảo tạc bên trong lông tóc không tổn hao gì, nhưng thụ bảo vệ đạo hữu vẫn là cần thể nghiệm bộ phận bạo tạc mang tới tổn thương thống khổ. Bởi vì tất cả mọi người ở đây chủ yếu là đến thể nghiệm thiên kiếp đạn đạo uy lực. Nếu như phòng ngự quá mạnh, đám người không phải tương đương với là cách màn hình, nhìn bạo tạc. Đây là bạch tiền bối tu thân mật thiết kế. Thiên kiếp đạn đạo bạo tạc uy lực tán đi. Linh điệp tôn giả cùng thất tu tôn giả hai người thu hồi tự thân phòng ngự thủ đoạn, hai vị tôn giả ngoại trừ áo bảo có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không nhận được thực chất tổn thương. Nhưng sau lưng, cửu châu nhất hào quần bên trong tu vi yếu kém mấy người cùng tước yêu tiểu thải, thi, run rẩy ngồi dưới đất. Trong đó thực lực yếu nhất thi, càng là nghẹo đầu liền hôn mê bất tỉnh. Tống thư hàng, một tấc thu nhỏ túi, bên trong thông nương, lần nữa liếc mắt, đã hôn mê nàng lại một lần nữa nhớ lại trước đó không lâu, thiên kiếp thế giới, bên trong hoảng sợ. Nàng lúc đầu muốn lên tiếng gọi tống thư hàng đưa nàng chuyển rời đến, hạch tâm thế giới, không muốn lại đối mặt thiên kiếp đạn đạo. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy thi cùng thước yêu tiểu thải cũng dám đối mặt, thiên kiếp đạn đạo, lúc, cảm giác mình nếu là trốn tránh, chẳng phải là sẽ bị người xem thường. Thế là, nàng cắn răng không có lên tiếng, nhưng bây giờ, nàng có chút hối hận rồi. T, cảm giác này, tặc chua thoải mái, tống thư hàng vuốt vuốt mặt mình, cái này một đợt thống khổ, so với hắn tại, thiên kiếp thế giới, bên trong nhận thiên kiếp đạn đạo đánh tung nát nổ còn muốn đau nhức. Một lần kia lại có công nước xà Mỹ nhân hộ thân, lại có tinh phẩm khôi lỗi hộ thể, trên tổng thể tống thư hàng nhận tổn thương đều là thiên kiếp lôi điện dư ba tổn thương. Lần này, lại là lấy tứ phẩm thân thể, thể nghiệm một thanh bị, thất phẩm thiên kiếp đạn đạo, nổ tan đau đớn. Đây là một loại, thịt nát xương tan, kịch liệt đau nhức Nhưng thảm nhất vẫn là Hoàng Sơn chân quân mấy vị lục phẩm cấp bậc tu sĩ, lấy thân thể của bọn hắn cường độ nhận tổn thương đau đớn là bị, nổ bán sinh bất tử, kịch liệt đau nhức Có loại, muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Hoàng Sơn chân quân hiện tại sắc mặt cũng còn trắng bệch trắng bệch. Lệ chi tiên tử trên dưới sờ lên thân thể của mình, có như vậy trong nháy mắt, ta cho là ta bản thân muốn xong đời. Hạng gì khác sâu thể nghiệm, bác hà tán nhân cười khổ tiếp lời nói. Đây chính là 7 tấn cấp 8 lúc, bắt đầu thiên kiếp đạn đạo uy lực bằng vào ta thực lực, chỉ sợ nhiều nhất chống đỡ ba phát. Hoàng Sơn chân quân trầm giọng nói. Bất quá tốt, Hắn đến lúc đó muốn độ chính là lục tấn thất thiên kiếp, giống thiên kiếp đạn đạo loại uy lực này thiên kiếp bình thường tại lục tấn thất thiên kiếp bên trong đã là khâu cuối cùng thậm chí là áp trục công kích. May mà ta độ kiếp thời điểm thiên kiếp còn chưa có xảy ra đáng sợ như vậy hiện đại hóa dị biến. Vũ Như Tử vỗ vỗ bộ ngực của mình, nàng có thể nói là cửu châu nhất hào quần bên trong cực kỳ may mắn một viên, thậm chí có thể là chư thiên vạn giới gần nhất may mắn nhất một nhóm độ kiếp người. Từ các nàng cái này một nhóm thiên kiếp về sau, thiên kiếp liền chính thức tiến vào, hiện đại hóa, dị biến tiết tấu. Vũ nhu tử vận khí luôn luôn không kém, bất quá vận khí của nàng tương đối kỳ quái. Bất kể là hảo vận, hỏng vận, nàng đều không kém. Ban đầu ở, xe đẩy giải thi đấu, bên trong, bắt đầu phía sau người khác đều không dẫm lên, ra tốc phúc lợi, cùng, trở về khởi điểm bẫy dập, nàng một người liền đến vừa đi vừa về về triển nhiều lần. Thất tấn bát phẩm lúc, sẽ xuất hiện đạn đạo trọng thản thậm chí là đạn hạt nhân cái kia lục tấn thất lúc sẽ xuất hiện cái gì lạc trần trân quân nói hoàng sơn trân quân chỉ ít có thể lấy khẳng định là thiên kiếp đạn đạo tại lục tấn thất thiên kiếp đúng trọng tâm chắc chắn xuất hiện trừ cái đó ra trọng thản loại hình cũng có thể sẽ hiện thân còn có lúc ấy bí đao thánh quân tại nhân tiền hiển thánh bên trong nói một chi trang bị đến tận răng hiện đại hóa thiên kiếp quân đoàn, cũng có thể là tại lục phẩm bên trong hiện thân. Cái kia tam phẩm tấn tứ phẩm, hoặc là tứ tấn ngũ phẩm sẽ xuất hiện cái gì? Giang Tử Yên hỏi, dược sư đang muốn tòng tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm. Tống thư hàng nhấc tay đáp, tam phẩm tấn tứ phẩm lúc, trước mấy đợt sẽ xuất hiện thiên kiếp người nguyên thủy, người mặc da thú người nguyên thủy, sử dụng nguyên thủy nhưng đáng sợ thiên kiếp biến thành vũ khí, hướng tu sĩ khởi sướng tiến công đằng sau có thể sẽ có chỗ tăng cường thư hàng tiểu hữu kinh nghiệm của ngươi hoàng sơn chân quân hỏi khương bình thường tình tình huống dưới tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp xuất hiện thiên kiếp coi như hợp lý bất qua bốn tấn năm lúc sẽ xuất hiện cái gì ta liền không được biết rồi tống thư hàng nói theo này suy tính từ tấn ngũ phẩm thiên kiếp khả năng xuất hiện hẳn là tinh nhuệ vũ trang quân đoàn thức công kích đi bắc hà tán nhân xoa cằm nói tỉ như thiên kiếp súng máy thiên kiếp điện lôi, thiên kiếp APG súng phóng tên lửa cái này một đẳng cấp công kích đi. Linh điệp tôn giả, lần này sau khi trở về, mọi người nhiều đi giải một số hiện đại hóa vũ khí chiến tranh phương diện tri thức. Đối độ kiếp có chỗ tốt được rồi, quay đầu ta tại, cửu châu nhất hào quần, bên trong truyền phần kỹ càng vũ khí chiến tranh số liệu cùng tính năng đi. Mọi người có rảnh nhìn nhiều nhìn. Linh điệp tôn giả linh điệp đảo bên trên, liền chứa đủ loại vũ khí hiện đại tôn giả tại Âu Mỹ quốc độ tựa hồ còn là một nổi danh buôn bán vũ khí. Cho nên, liên quan tới vũ khí hiện đại tình báo, linh điệp tôn giả trong tay hẳn là có tương đối toàn diện số liệu. Tạ ơn linh điệp tiền bối. Bị ngạn ma quân đồng dạng lên tiếng nói, ta chỗ này cũng có một chút tương đối đặc thù bạo tạc hình vũ khí số liệu, tất cả đều là chính ta kỹ càng nghiên cứu qua sau lấy được số liệu. Những này số liệu đến lúc đó ta hội truyền cho tống thư hàng tiểu hữu hoặc là bạch đạo hữu Hy vọng có thể cho các vị đạo hữu mang đến trợ giúp. Đúng rồi, thư hàng tiểu hữu, trong tay người ngoại trừ thiên kiếp đạn đạo, bên ngoài, còn có hay không uy lực cường đại hơn thiên kiếp vũ khí. Thất tu tôn đến đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn hỏi tự nhiên là bạch tôn giả khi độ kiếp, xuất hiện những cái kia, thiên kiếp đạn hạt nhân. Hắn độ kiếp sắp đến, đãi hắn độ, 7 tấn 8, thiên kiếp lúc, thiên kiếp bom nguyên tử nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên chỉ là nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo không cách nào làm cho tâm hắn an. Nếu như có thể lại nghiên cứu một cái, thiên kiếp bom nguyên tử, đến lúc đó hắn như độ kiếp, nhất định sẽ có nắm chắc hơn. Tống Thư Hàng nghe vậy, gật đầu nói có. Mà lại, Bạch Tiền Bối cũng cho hắn giải khai thiên kiếp bom nguyên tử cùng thiên kiếp bom hydro, phòng ấn phương pháp. Thất tu tiền bối người muốn thử một lần sao? Tống Thư Hàng nói. Đang có ý này, thất tu tôn giả nói. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười, Lão Phu cũng có ý nghĩ này. Nhưng là, hai vị tiền bối độ kiếp sắp đến, nếu như tại, thiên kiếp bom nguyên tử, bên trong bị thương tổn lời nói tống thư hàng lên tiếng nhắc nhở. Thiên kiếp bom nguyên tử uy lực cùng phổ thông thiên kiếp đạn đạo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thất tu tôn giả cao mày suy tư một lát, sau đó hỏi, thư hàng tiểu hiếu, có thể hay không mời, vị kia, cho ta cùng linh điệp đạo hiếu cũng ra một cái phòng ngự trạng thái hắn cùng linh Điệp tôn giả đều muốn thể nghiệm một chút thiên kiếp bom nguyên tử huy lực nhưng lại như tống thư hàng nói bọn hắn lại độ kiếp sắp đến lúc này bị thương rất không ổn cho nên thất tu tôn giả nhớ tới vừa rồi các đạo hữu trên người tiểu bát quái trận phòng ngự các người còn muốn thử thiên kiếp bom nguyên tử huy lực lúc này bạch tiền bối tu thanh âm chủ động tại tống thư hàng trong đầu vang lên đúng vậy bạch tiền bối tống thư hàng hồi đáp ân thử một chút cũng thành ta cũng có thể cho các ngươi toàn thể đều ra cái trạng thái. Bất quá, thiên kiếp bom nguyên tử tại, mà kiếp thế giới, bên trong bạo tạc phía sau rất có thể sẽ gây nên viên kia quả cầu kim loại chú ý. Nổ xong, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi, Bạch Tiền Bối Tu nói. Hôm nay Bạch Tiền Bối Tu, đặc biệt thông tình đạt lý. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, chờ ta tìm tới chơi vui, hoặc là chuyện thú vị, tuyệt đối thứ nhất tối thông chi ngài. Tống Thư Hàng vui vẻ nói ha 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 ha, người có lòng này liền tốt. Bạch tiền bối tu ha ha cười nói trên thực tế, gần nhất hắn chiếu cố như vậy tống thư hàng, xem như còn thư hàng một phần nhân tình. Hắn mặc dù có thể phân ra một bộ loại phân thân, tại hiện thế đi dạo, đều là nắm tống thư hàng phúc. Trên thực tế, tống thư hàng trong lòng cũng có suy đoán. Chỉ là song phương đều không giảng phá tống thư hàng hạch tâm thế giới cùng bạch tiền bối tu tà liên thế giới ở giữa, có một đạo hội ngẫu nhiên xuất hiện thông đạo, Kết thúc cùng Bạch Tiền Bối tu đối thoại phía sau tống thư hàng đối thất tu tôn giả cùng linh điệp tôn giả nói: "Thất tu tiền bối, linh điệp tiền bối, các ngươi cũng theo sát ta." Vị tiền bối kia đáp ứng chúng ta yêu cầu, "Bất quá, một hồi thiên kiếp bom nguyên tử nổ xong, chúng ta liền phải lập tức rời đi." miễn cho gây nên càng nhiều ngoài ý muốn, tống thư hàng nói. Audio điện tử Võ Tấn bền. Khết tập 75.